Dù là thật sự bản thân mình không có biết được là chừng nào Phật rước mình, nhưng hỏi mình nói là biết, đi đâu? Về Cực Lạc. Đó. Tôi tin vào bổn nguyện của Phật. Nếu phàm phu của tôi á, một tờ giấy che ngang mắt bên kia không thấy, mà kêu tôi phải biết chừng nào Phật rước tôi, cái này khả năng phàm phu ít ai làm được. Tôi chỉ tin vào bổn nguyện của Phật. Tôi niệm Phật, tôi tin là Phật rước tôi về Cực Lạc. Vậy thôi. Thấy không? Nếu như giờ mình thiếu lòng tin là tức khắc quý vị sẽ là gì? Chưa biết thì sao? Không biết chắc không? Rồi lỡ mình nói gì, giọng ngữ, giọng ngôn tội. Tội gì? Mình tin Phật mà bây giờ mình niệm Phật là Phật đã nói rằng niệm danh hiệu ta rước. Bây giờ mỗi ngày mình niệm danh hiệu Phật là mình tin, con tin là Phật rước con. Nói dòng do chứ. Đúng không? Này gọi là tin qua nghe, chứ không phải tin qua thấy. Phàm phu sao thấy? Phàm phu thấy phàm phu thôi. Thấy người cõi chờ đã không thấy được, thì nó chỉ thấy cõi của Phật. Nên chúng ta không đồng không gian di thứ mà nó không thấy nhau được. Bây giờ mình đồng không gian là đặt con người mình thấy nhau nè. Xa quá thấy mờ mờ. Gần mình thấy rõ ràng. Mắt mũi miệng mụn. Ví dụ đi, mình thấy rõ ràng. Không? Cái đó là mình thấy đó. Còn xa, mình thấy mờ mờ, thấy con người mình không thấy rõ ràng. Mắt mũi miệng sao sao. Không? Từ đó mà nó đồng không gian thì chúng ta gặp nhau, thấy nhau. Còn nó khác không gian gì thứ, sao biết, sao thấy. Nên chúng ta là có thiện căn, mình tin qua nghe. Nghe cái bổ nguyện Di Đà phát lên, mình niệm, mình tin ngày rước mình. Mình chỉ cần giữ lòng tin vì cả đời mình niệm Phật. Càng niệm nó càng có kết quả. 100% càng niệm càng có kết quả. Hãy tin á. Mình tin vậy thì vì tu vì an lạc, vì vui dữ lắm. An lạc rất là vui luôn. Mà nó an lạc là do cái tâm mình nó đã tin, nó yên tâm rồi. Cái việc niệm Phật là chuyện của mình làm, còn chuyện tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật làm. Nên bản thân mình không có xen vào chuyện của Phật, mà xen cũng không làm được. Xen chi? Xen chi cho Phật khi dễ. Chưa. Bỏ thật. Xen cái chuyện của Phật. Phật nghe nói rằng đúng ghé tao đến tao rước mày đó, mà do mày xen vào chuyện của tao nên cuối cùng mày tự đi về đi. Hiểu không? Nào, thí dụ như bây giờ ở đây người ta lên chia sẻ Phật pháp, người ta quen rồi, người ta lên là ta chia sẻ Phật pháp mà. Tự nhiên cái đầu có người nhảy vô đòi chia sẻ Phật pháp, nói chia sẻ đi. Phật tử này người ta không quen, người ta không chấp nhận, cuối cùng người ta không chịu nghe. Rất đại. Hiểu không? Đó. Để cái người ta chia sẻ quen, người ta lên người ta làm. Chuyện này của người ta, để người ta làm đi. Còn chuyện đó là chuyện nào của mình thì mình làm. Chuyện của ta để người ta làm. Chuyện của Phật, Phật hứa để Phật làm. Chuyện của mình cứ lo niệm Phật. Ngon rồi, thấy chưa? Nó đừng có chen vô. Bởi vì nói chuyện sao mà người ta cảm thấy thích niệm Phật là thấy hay. Chứ bây giờ nói mà người ta không chịu niệm Phật là thua. Lý luận cỡ nào lý luận mà người ta không chịu niệm Phật là thua. Nói mà ra mà người ta chịu nghe, người ta niệm ai vậy đạo Phật là thích. Giống như vậy Đức hôm qua gặp cái cô đó, cô nói công nhận hay thầy, có Phật hiệu này hay. Con á là chồng con là người nước ngoài nên á mà dẫn ông lại chùa Hộ Pháp ngồi nghe thầy nói mà ông không biết cái gì. Em người nước ngoài ngồi nghe mà ông nói sao nghe ông thầy này mắc cười quá. Tại thấy ta cười cũng cười theo. Ta thấy diễn đạt mắc cười cơ vậy đó. Chứ không biết thầy nói gì cũng cười thầy. Nhưng mà ông được con cái là ông biết niệm A Di Đà Phật. Như thôi. Ông biết niệm A Di Đà Phật. Tại cái chữ A Di Đà Phật ít quá nên ông nhớ ông niệm A Di Đà Phật. Mà ông biết Phật, Phật là ông phải cung kính. Nên chồng con ơi sân si. Ông ơi sân hận đồ khó chịu thầy. Mỗi lần mà ông sân si, ông chữ này chữ kia, ông khó chịu. Là con nói nè, A Di Đà Phật niệm đi. Là ông yêu gu.
Mỗi lần mà ông sân si bực bội lên con nói A Di Đà Phật niệm đi. Đúng câu vậy thôi là ông im gu. Con chỉ cần mà nói A Di Đà Phật là ông im gu. Ông không bao giờ ông sân si gì. Bà đó nói vậy đó. Công nhận hay ghê thầy. Hồi xưa con dùng mọi cách luôn con chị ông, mà chị không nổi ông. Mà bây giờ ông sân si con nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật niệm đi. Ông im gu. Là ý là nhắc ông là người niệm Phật mà tại sao ông sân si chi vậy? Tự nhiên niệm A Di Đà Phật lên ông im gục. Vậy thì dụ như vợ chồng đều mà biết Phật pháp á, đối phương mà có khó chịu bực bội gì mình A Di Đà Phật. Nhiều thôi, không cần nói gì nữa chứ. Hiểu đi. Mình là người niệm Phật mà, hiểu không? Đó, nói cái câu nè. Thường vui ít buồn là tu có kết quả. À, tu hành kiểm ở chỗ đó đó. Thường vui ít buồn là tu có kết quả. Buồn người mau hết là tu có kết quả. À, nói những cái mà quý vị có thể áp dụng được không à? Rất là dễ, dễ nghe, dễ hiểu luôn. Thường vui ít buồn là tu có kết quả. Thì kiểm lại mình tu, kiểm lại cái tâm mình coi mình có thường vui không hay thường buồn. Giờ mình niệm Phật mình siêng tu quá trời luôn mà mình ngồi đâu mình cũng rầu rĩ mình buồn là mình tu không có kết quả. Còn bây giờ buồn thì ai cũng có buồn, kêu đoạn buồn là không có được. Nhưng mà buồn người mau hết là tu có kết quả. Thấy không? Cho quý vị buồn người ta nhưng mà buồn mau hết thì tu có kết quả. Mà buồn hoài không hết là tu không có kết quả. À, niệm Phật, niệm ngày, niệm đêm, niệm quá trời niệm luôn mà buồn thì buồn dai. Dai còn hơn cái giống gì, dai như đĩa. Vậy thì tu không có kết quả. Mỗi lần mà dặn buồn ai là dai như đĩa đói. Biết con đĩa chưa? Con đĩa nó dai cỡ nào chưa? Ôi con dĩa, đĩa mày biết rồi. Bắt nó lên mày cắt một khúc, khúc không chết. Cắt từ khúc bỏ xuống nước sống lại. Sanh ra nhiều con đĩa khác. Có một cách giết được con đĩa. Đó là lộn con đĩa qua nằm trong cái chiếc đũa luôn. Lấy chiếc đũa đâm sọt xuyên lộn qua lại. Rồi để trong chiếc đũa phơi ngoài nắng thì con đĩa mới chết. Kinh chưa? Nó nói là dai như đĩa. Nó, nên cái nơi mà dùng mà có đĩa đồ này kia phụ nữ người ta đâu có dám xuống. Nên nguy hiểm. Tại nó dai quá. Nó mà chui vô bụng mình gì cái là gòi xong luôn. Nó ghê lắm. Thấy không? Nên từ nơi đó nó dai như đĩa. Nên mình á mà tu hành mà mình buồn người ta mà dai như đĩa là biết tu kết quả rồi. Tu nhiều tu ít chuyện biết nhưng mà cứ dặn hoài đi đâu cũng rầu rĩ buồn phiền than thở thì quý vị tu không có kết quả. Còn vị tu sao mà vị thường vui mà buồn thì mau hết cấp kỳ thì quý vị tu có kết quả. Thế dễ hiểu quá trời. À, tự kiểm đi. Nhưng mà quý vị coi bây giờ mình buồn người ta mình cũng khổ có vui gì đâu. Thì mình hiểu nguyên lý này thôi, buồn chút xíu buồn đi. À, nên từ nơi đó, mà nó muốn được như vậy thì phải tín nguyện niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Cho nó mạnh thì nó mới làm được cái chuyện mà mình ít bao giờ buồn người ta. Còn nếu như mà mình không tín nguyện niệm Phật nó buồn dai lắm á. Thì biết sao mà trong cõi đời này mình buồn dai không? Cái đèn của tôi, cái quạt nhỏ của tôi, hai cái máy nghe pháp của tôi luôn. Khăn của tôi, ly của tôi, bàn của tôi thì dẫn dai ác đạn luôn. Tại vì nó là có cái của tôi. Đã là có cái của tôi thì nó chấp, nó nặng. Ai đụng đến thì dẫn chấp, thù hẳn, đúng không? Nó có cái của tôi ở cõi ta bà nên nó dẫn dai. Nhưng mà mình hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ đi quý vị. Một hơi thở thở ra không hít vào có cái gì của mình đâu. Mà có cái của tôi trong đây thì, mà tôi trong đây là dính là khổ mà phiền não nhiều. Nó lạ kỳ vậy đó. Những đức nói thiệt quý vị nghe. Vợ chồng mình nói mà không phải của tôi thì cái việc này nó cũng kỳ. Chứ thật sự thì bao nhiêu cặp vợ chồng trong cái cõi đời này cái lúc thương yêu nhau thì trời ơi mặn nồng còn hơn cái gì. Tôi cô đi, cô nói hồi đó chồng cô mới cưới cô về, mỗi lần mà đi tắm ở thầy trong nhà thì có nhà vệ sinh, mỗi lần đi tắm là ổng ẩm đi tắm không. Vậy mà được có một năm sau nó không ngó ngàng tới luôn, cứ đừng nói ẩm đi tắm.
Nó giờ có tôi nữa không? Tôi. Rồi á, thời gian nữa, nó đi có vợ bé, nó bỏ bê luôn. Nó tôi nữa không? Bây giờ là còn sống xác thực đó mà còn không có trong tầm tay mình. Bữa nay trong tay mình mà ngày mai nó đã chạy khỏi tay mình. Này là còn sống đó. Chứ nếu như mà thọ mạng đến lúc mà chết, còn cái gì của tôi? Cái gì của tôi? Không có đời này. Đó là con người, tình người với tình người nhau đó mà nó còn nay này mai nọ. Tiền bạc bạc chắc đi nay trong tay mình, mai tay người ta. Nên ta nói tiền á, là của mấy nhà, nhà lửa, nhà nước, nhà trộm cắp, nhà con phá gia chi tử. Nó, nay mình có tiền nhưng mà ai biết được cái con quan gia bên cạnh mình sao? Nếu mình có phước thì không có sao, nhưng mà mình có thiếu nợ thì nó đến. Nó đến trong mọi mặt. Ví dụ như đứa con gái mình hiền thì thằng con rể nó đến. Thằng con trai mình hiền thì đứa con dâu đến. Nếu mà mình thiếu nợ thì cái con nợ nó theo. Cái nhân duyên đó mà nó đến, nó đòi. Nó bữa nay tiền tay mình, ngày mai tiền tay người ta. Nó xây vòng vòng. Nó bữa nay mình đang đeo cộng dây chuyền nhí nhảnh, dây chuyền ai? Của tôi. Mình đeo vòng lễ dí ông Âm Bồ Tát Đông Ý chạy ngang giật cái sức cần cổ vậy. Của tôi nó không. Vừa mắc của mà tặc mang. Nên đi đến đây lại Quan Âm, đừng có đeo dây chuyền, đừng có đeo đau bông dài dài, còn ten. Giật một cái đứt cái lỗ tai. Hoặc là bây giờ đeo vàng đồ gì nè. Bây giờ người ta đây lại xin lại ầm ầm mình đi ra nhà vi sinh mới mình đi. Ta lại ầm đây nhất tâm đảnh lễ. Nam mô Hải Diệu Am. Quan Thế Âm Bồ Tát la sùm ở trên bị vô nhà vi sinh đi, nó đứng ở chân nhà vi sinh đi ngang. Bon. Lột rồi không còn miếng nữa. Đừng có chuyện giỡn chơi. Có tôi nữa không? Tôi gì nữa? Nó ai mà hay lo lại Quan Âm. Nên mấy cái cô mà lại Quan Âm Bồ Tát á, đi đến đây mà lại Quan Âm là trước thời gian lại vệ sinh gì xong hết trơn đi rồi vô lại luôn, đừng có đi khơ khơ vô nhà vệ sinh đâu. Ầm tao ngoài này ai biết trong đó là ai trong đó, nghe không? Mà gặp mà có sắc đẹp chút xíu nữa có chừng cướp cổ mà cướp người luôn. Thôi trời, đừng nói chuyện dẫn chơi, hiểu không? Lỡ cướp mà cướp tới luôn, hiểu không? Còn nếu mà xấu thì thôi cướp cổ thôi, còn nếu coi được cướp người luôn, ai biết được. Gặp, nghĩa là quan gia trái chủ gặp nhau trong mọi cảnh duyên để đòi nhau, ai biết được nó đòi lúc nào. Nên mỗi một con người chúng ta nhận thức được cái gì của tôi đâu trong cuộc đời này, hiểu được nguyên lý đó thì buồn ta làm gì để trong tâm, có cái gì của mình đâu mà buồn để trong tâm. Không, nhưng mà đâu phải một ngày một bữa làm được liền đâu, phải nhận thức từ từ rồi lúc đó mới hiểu được, rồi lúc đó mới buông, hiểu không? Không phải mà sớm chiều được đâu, phải cho người ta cơ hội. Vị ơi, trong cuộc đời này mình khi cầm cái gì đó, trời ơi, đâu có đơn giản. Cái đứa nít như tí tiền nó mà cầm cái món đồ gì, cục kẹo hay gì, nó cầm gì mà mình kéo con tay nó ra, mình kéo cái này nó dính con kia, kéo cái kia nó dính con nọ, kéo con nọ dính con kia, con mình thấy không? Khi vị coi cái đứa con bị nó xíu xíu mà lúc cái vị cho con bị mà bú sữa thì coi nó bú cái vú này mà nó cầm vú kia, có không? Nó... cái vú này á, nó ngậm trong cái miệng mà cái tay kia nó cầm vú kia. Thấy chưa, thấy kinh chưa? Mà đưa đứa nít nào vô mà cho nó bú vú này đi là nó nhìn nó làm nè, tí tí đó mà kinh khủng. Với vị ơi, nó không cho bú cái vú mẹ nó đó, thấy ghê không? Nó ai dạy nó lòng tham này? Lòng tham này ai dạy nó? Túc căn, túc duyên, túc nghiệp, nhiều đời nhiều kiếp hội tụ thôi. Từ cái tâm thức của nó sanh đến đây là đã là tham sân si. Đó là cái nguồn gốc để làm người. Từ nơi đó mới đẻ ra lớn chút tí tí đã tham rồi. Nó tham rồi còn gì? Nó, nên đứa con nít mà biết nói chuyện gì đâu. Vậy đó mà bây giờ mà thử đi. Cho nó bú sữa mẹ. Đưa nó ra, đưa đứa nít vô khác vô. Làm gì đó? Cho. Làm thích ghê vậy? Kinh khủng chưa? Đó, cái đó là chủng tử tham sân si. Nó là túc duyên, túc nghiệp, túc căn rồi. Nó bị thấy con người thấy không? Nó bị thấy rõ ràng cái loài người chúng ta. Cái thiện mới bị dạy nó lâu biết ghê. Nhưng cái ác khỏi cần dạy nó cũng biết. Cái ác đó chúng ta chỉ cần liếc ngang thôi, học được.
Mà cái thiện mở mắt to ra học học cũng được. Đọc kinh thì đọc hoài đọc cũng thuộc, mà đọc đó, tiểu thuyết đồ này kia, trời nó mau thuộc ác đạn luôn. Khỏi cần đọc, nghe qua cũng nhớ. Nó thấy kinh không gì, cái chủng tử ác của mình nó nhiều, nên nó gặp cái ác thì nó kết. Nó gọi là tần số kết hợp mau hơn. Đó, nên quý vị hiểu được những nguyên lý này thì quý vị thấy rằng mình bây giờ mà còn ngồi để nghe pháp được thì quá hạnh phúc. Nghe pháp được là quá hạnh phúc rồi. Đó. Hôm qua những đức gặp một sư cô tu 50 mấy năm, không phải gặp bà mà gặp ba bà ở ngoài Phan Thiết. Vô ba sư cô, xin một sư cô ở chùa hỏi, nói sư cô nó tu 50 năm ni sư, cũng có vai trò trong người tu hành lớn. Thì vì biết rằng là nói, ủa đây là cư sĩ, nuôi cư sĩ dễ, chứ mà gần người xuất gia, người cư sĩ khó nuôi lắm. Mà sư cô làm sao mà ở chùa làm sao là sư cô là chủ trì, ni sư là chủ trì chùa. Nói, ủa chủ trì chùa mà sao mà ở chùa vô đấy. Nó là chủ trì mà có mình à. Ủa tu năm mấy năm mà là ni sư mà làm gì không có đệ tử? Có. Mình về đệ tử đâu, không ai ở được chân đi hết à. Nói sao à, khó. Nghe cái cũng học được. Nếu ai mà khó, nghe cái học được liền. Khó, nên ta không ở được. Ta không ở được thì ai lo cho mình? Khó. Mà tu hành mà khó thì tu có kết quả. Tu sao mà khó thành dễ là có kết quả. Mà tu viết mà dễ mà thành khó, không kết quả chứ. Thì coi, Phật Pháp mà bây giờ vì chưa chúng đọc, vì học viết thành chúng đọc, vì Phật Pháp này vô nghĩa quá, đúng không? Phật Pháp người ta chúng đọc, người ta tu viết giải đọc, vì Phật Pháp này hay. Tùy vị nghe, cái vị không khéo vì học Phật cũng bị chúng đọc á. Đừng nói cho chuyện như vậy chứ. Có những người thà không đọc một cuốn sách mà dễ, có những người đọc sách mà khó. Vậy là sách này là đọc hay là người này đọc? Bạn học không hiểu, bạn tự chịu. Sách vở nó có thời gian, để là thời gian lâu thì chắc chắn là có cái hay. Nhưng mà do bạn học bạn không biết áp dụng, nên bạn chúng đọc thì bạn gán chịu. Phật Pháp mà dạy từ bi hỷ xả, nội bốn chữ thì không cũng đủ áp dụng cả đời. Từ bi hỷ xả, từ là ban vui, bi là cứu khổ. Hai cái đó bị coi, ban vui và cứu khổ. Ban vui là phải bị giúp cho người ta vui, mà giúp cho người ta vui thì ta hết khổ. Nó hỷ là quan hỷ, hỷ là vui ấy quý vị. Có cái bà kia mà hỏi, dạ thưa thầy, con chưa có pháp danh, thầy đặt cho con pháp danh. Nói à, đặt cho cô Diệu Hỷ đi. Trời ơi thầy ơi, cái tên gì chứ hỷ kỳ cục hơn. Chứ hỷ thì đặt tên khác đi. Hỷ mũi đồ kỳ cục, nó trời là trời bà. Bà giải thích sao ngộ ghê. Sao bà không giải thích danh từ khác? Bà chắc ít đi chùa đúng không? Dạ hồi đó giờ mới đi đến đây một lần đó. Ừ, đúng rồi. Bà chưa có nghe danh từ trong nhà Phật mà ha. Bà dùng cái chữ hỷ này là quan hỷ. Quan là quang minh phổ chiếu, hỷ là vui vẻ. Người vui vẻ thì quang minh phổ chiếu, mà quang minh phổ chiếu ngay người quan hỷ. Đúng không? Cái chữ hỷ thì sao bà không ví dụ cho nó hay, mà tự nhiên bà hỷ mũi gì vậy bà? Không có ai mà đặt cho bà cái pháp danh mà là hỷ mũi chứ. Thiệt luôn. Ngộ kinh khủng luôn. Cũng là cái giải thích, mà giải thích thì vui, mà giải thích thì nghe chát đấy mồ. Tự nhiên đừng có đặt con pháp danh Diệu Hỷ. Bao nhiêu người ta muốn cái pháp danh Diệu Hỷ còn không được. Bà được pháp danh Diệu Hỷ mà nó hỷ mũi. Tôi sợ bà luôn. Đúng không? Bởi vì Phật Pháp á, cao thì không có điểm dừng, mà thấp thì tận cùng, không có một chút nào mà được cao. Nó là cái ý nghĩ của con người mình. Do cái nghĩ mình cao hay thấp là do mình nghĩ. Nên con người giàu nghèo gì cũng vậy. Chúng ta được người kính trọng, không phải giàu mới được kính trọng, mà nghèo không được kính trọng.
mà do ý nghĩ và việc làm chúng ta mà được kính trọng hay không được kính trọng. Đó, đó. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng mình đã là học Phật, học đạo thì con người ít gì nó cũng hoan hỷ, vui vẻ, dễ tính. Cái gì nói được thì nói, không được thì thôi. Nói rồi người ta không nghe là thôi. Tâm trạng mình thoải mái, không đến nỗi để trong tâm bực bội. À, tôi hồi xưa tôi chưa học Phật, sân si, ác đạn. Sân si giận người, 3-4 năm không? À, giận gì ai ác đạn lắm. Giận là kinh lắm, không phải giận đâu. À, tính nhận Đức cũng là không phải dễ tính. Khi nhận Đức chơi với bạn bè, Đức nói thôi nghỉ chơi đi. Câu một, nói câu nhưng nói đùa, nhưng nghỉ chơi thiệt. Nghỉ luôn, không chơi nữa. À, nghỉ chơi đi là không nghỉ, không chơi nữa. Nghĩa là người cũng khó tính đó. Những đức với ông chú, những đức mà ông chú như đức thì ổng với như đức bằng tuổi, chú ruột á, mà làm việc chung không thuận cái nhà đức nói thôi con với chú mà nãy nay nó làm đừng nói chuyện nhau nữa chi. Nó ừ rồi xong 3 năm đứng kế bên không nói một câu, 3 năm đứng kế bên không nói một câu, mà như đức nói rõ ràng với ông, tôi thừa đầu yếm chính, ông phụ là ông phụ, nhưng lúc phụ tôi kêu ông phải làm. Còn làm xong rồi chuyện ngay nấy lo. Không nói một câu, được không? Được. 3 năm đi rang vậy luôn. 3 năm chờ. Kinh khủng không? Thì biết cái tính người dặn dai cỡ nào chưa? Tính như vậy mà bây giờ mà tu mà nuôi bà già được. Nuôi bà già đâu có dễ. Tính bà già lúc này lúc kia lúc nọ dễ bực bội thấy mồ. À, có khi đang tiếp Phật tử nói chuyện tán thán đại chúng đồ kịch tán thán. Bà bay rồi bà nói dạ tôi đây xử với ông con chuyện này coi gì vậy, chút đi một chút bà anh kia ngồi chút xíu hỏi phật tử, hỏi bà cụ cái gì thầy, bà bị điên. Qua bên kia bà ngồi chút xíu, mấy cô đưa bà làm lộ tẩy hết trơn mà tiếng ghét tán thán với bà già nãy giờ niệm Phật đồ giỏi siêng năng kịch quá trời tu hành, thấy không? Cuối cùng ban là thấy cái mặt kênh nhà đức nói mấy chú giảng liền. Mà vừa mấy chú vừa bước lại là bà xẹt là thầy giải quyết này coi nói cái gì. Bà là qua kia bà ngồi một chút xíu bà tự nhìn mình hỏi dạ thưa thầy bà cụ đã bị gì, dạ bà bị điên mà sao đâu. Đúng không, mình giải quyết nhanh lẹ vậy. Xong mình giải quyết bà tử xong hết chứ phải cho một cô đứng ở đó ngồi vịn bà, không vịn bà chạy lại nữa nó. Rồi xong bắt đầu là giải quyết bà tử hết trơn, bà lợi mình xử lý bà. Thì vui vẻ thì tính là vui vẻ, sân si tính là sân si, ba trợn thì tính là ba trợn. Mình cơ nào mình xào cơ nấy, không chạy cơ nào hết chứ. Nói chưa, nó gì mà còn nuôi với bà già được, còn mỗi ngày còn đem Phật pháp chia sẻ cho quý vị được. Nó giống như hồi sáng ở bên kia cũng sân si mà la lối sùm vậy. Lúc này sân nhà. Sân già lên sân si lắm, la lối ông sụp. Hiểu không? Nên từ nơi đó rồi giờ qua giảng là qua giảng thôi. Còn cái công việc đó là phải giải quyết gì đó. Nghe không? Chuyện gì ra việc nấy. Xong rồi buông mất tiêu. Buông mất tiêu muốn qua đây nói chuyện được gì? Cho đem bên kia qua đây sao giảng? Đúng không? Nó những điều nhà Đức chia sẻ cho quý vị nghe đó là những điều mà quý vị nên nắm giữ và nên áp dụng đó trong cuộc đời quý vị đó. Không phải là những đứa kể chuyện này là của những đứa đâu nghe, mà cái chuyện này những đứa kể cho vị nghe là để cho vị áp dụng á đó. Thì bây giờ hơn nhau chỉ có cái gì, bị buông được hay không thôi. Thấy không? Buông được hay không thôi. Ví dụ như giờ chút mình ra chợ mình buôn bán, hoặc là cửa hàng mở ra buôn bán. Hồi nãy ở nhà la đứa con sắp xếp gia đình, rồi xong rồi đi ra cửa hàng buôn bán là trở thành một con người mới đàng hoàng luôn. Thấy không? À, buôn bán mà tóc tai đồ chải cho đàng hoàng, ít gì cũng trang điểm coi được một chút, chứ ra mà tóc tai bùm sùm xuống ta nhìn mình thôi mô Phật đi chỗ khác khỏi mua đồ luôn, nhìn mặt thì ghê quá, biết không? Đó, hồi nãy giải quyết là giải quyết cái chuyện ở nhà, còn đi ra ngoài là cái chuyện ngoài đời là chuyện khác, mình giải quyết khác thì cái này thì mình sống nó mới đặc biệt, người ta nhìn mình là người ta kết mình liền, nghe không? Chuyện gì ra chuyện nấy à. Nói vì thấy ông học Phật á, nhận thức nghe, thường vui ít buồn là tu có kết quả. Nhắc lại đó, buồn người mau hết là tu có kết quả. Nói mấy cô tự xem lại lương tâm mình đi,
Tự xem coi tu hồi đó tới giờ coi buồn giận người ta bao lâu. Hồi xưa buồn 3 năm, bây giờ buồn có 3 phút. Thì coi rút ngắn thời gian nữa thấy ghê chưa? 3 phút là xong rồi. Từ từ viết. Còn có một niệm luôn. Một niệm buồn thôi là quên mất tiêu rồi. Nếu quý vị như vậy thì quý vị bực bội buồn phiền không còn sợ nữa. Vì có một chút xíu quên mất tiêu rồi. Nói cũng nói gì người ta nói rồi thì quên mất tiêu thôi. Vậy thì quý vị thường vui, thường an lạc thì thấy Phật Pháp hay quá. Mà cuối cùng nhờ tu cái Pháp gì mà được gì niệm Phật. Thì tự nhiên lúc đó tính nguyện niệm Phật chứ làm sao. À, cái người mà niệm Phật mà bỏ cuộc là do cái người này không có tính nguyện niệm Phật. Mà họ không tính nguyện niệm Phật á, không phải là làm cách gì cho họ tính nguyện đâu. Mà là do quý vị không có áp dụng câu Phật hiệu vào cái cuộc đời quý vị. Khi quý vị gặp sự cố, quý vị ra đổi cách khác. Vậy thì cái câu Phật hiệu này nó không có tác dụng. Khi gặp sự cố cũng câu Phật hiệu. Vui cũng câu Phật hiệu, mà buồn cũng câu Phật hiệu. Có cũng câu Phật hiệu, mà mắc cũng câu Phật hiệu. Giàu cũng câu Phật hiệu, mà nghèo cũng câu Phật hiệu. Mà đẹp cũng câu Phật hiệu, mà xấu cũng câu Phật hiệu. Vậy thì quý vị sẽ chân thật quý vị áp dụng câu Phật hiệu. Lúc đó mới tính nguyện được. Hiểu không? Còn bây giờ mình khỏe thì niệm Ai Di Đà Phật, bệnh niệm Quan Âm. Ngộ vậy. Không lẽ Di Đà ngài không có cái nguyện mà gọi là cứu cho bị hết bệnh sao? Nhưng mà do gì cái mạng mình đến lúc phải chết. Thì bây giờ mình có niệm Quan Âm hay niệm Di Đà cũng chết à. Tại thọ mạng đến lúc chết là phải chết. Nên mình là người tính nguyện niệm Phật. Thì khi mà mình bị bệnh là phải niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Hiểu không? Vậy thì vì sao một số câu chư tổ sư cũng nói là khi gặp nạn, gặp bệnh đau nên niệm Quan Âm. Vì cái người đó người ta thích niệm Quan Âm. Người ta đâu có cầu giảng sanh đâu. Thì kêu người ta niệm Quan Âm đi. Vì cái duyên người ta là niệm Quan Âm nên người ta thích niệm Quan Âm. Nên tổ sư kêu người ta niệm Quan Âm. Còn nếu như quý vị là người thật sự cầu sanh cực lạc thì câu Phật hiệu là đủ rồi. À, quý vị thấy nhà nước quan sát rõ ràng không? Có bỏ chỗ nào không? Không bỏ chỗ nào hết trơn á. Mà quý vị hỏi như Đức vị thầy có lễ Quan Âm không? Có đó, 3.000 lại đó, sắp tới rồi nè. Rõ ràng chưa? Lễ là lễ tới luôn, nhưng mà lấy hạnh nguyện Quan Âm chỉ người ta niệm Di Đà. Bây giờ quý vị chỉ cần quan sát một chút tôi cũng hiểu nữa. Lễ dưới Quan Âm Bồ Tát không có cái lễ nào mà đông bằng lễ dưới Quan Âm. Là biết chúng sanh cái cõi Diêm Phù Đề này thích cầu nguyện. Không, cầu nguyện cho hết khổ, cầu nguyện cho tôi có chồng đẹp trai, cầu nguyện cho tôi có vợ đẹp gái, cầu nguyện cho tôi sanh con trai con gái giàu sang, làm ăn phát đạt. Cầu nguyện tùm lum chứ, nội một Bồ Tát Quán Thế Âm thôi. Mà chúng sanh cái cõi Diêm Phù Đề này họ cầu biết bao nhiêu nói chưa. Đau bụng mà cũng cầu cho hết đau bụng. Ăn không tiêu rồi cũng niệm Quan Âm để cầu ăn tiêu hóa. Nuôi heo họ cũng cầu Quan Âm cho năm nay heo đẻ cho nhiều. Nuôi cá họ cũng cầu Quan Âm gia hộ cho cá đừng có chết. Cái gì họ cũng cầu Quan Âm hết trơn á. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm từ là ban vui bi là cứu khổ. Mà ngài là hỷ xả, hỷ là ngài quan hỷ với tất cả những sự cầu nguyện, không phải ngài quan hỷ hết. Xả là ngài buông xuống, ngài không buồn. Nên người ta mới cầu Quan Âm nhiều như vậy. Mà cái nguyện của Quan Âm mà cùng với Di Đà để mà tiếp dẫn chúng sanh về cực lạc là vì sao? Vì có Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm ngày làm cái chuyện cho người ta kêu cầu cứu mạng này kia, ngày đến ngày cứu. Ngày cứu xong rồi, ngày điểm hóa cho quý vị. Để quý vị niệm Di Đà để cầu sanh cực lạc. Chấp dứt sự khổ đau. Hiểu không? Nên tất cả những cái người mà ta cầu nguyện mà ta không cầu sanh cực lạc thì cứ niệm Quan Âm đi. Cứ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm đi. Cứ trì chú đại bi cầu nguyện hết đi. Nhưng mà từ từ họ cũng niệm Di Đà. Nhưng mà cái người đã tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc rồi thì một danh hiệu A Di Đà Phật cũng là tai qua nạn khỏi. Cái ông mà ông té xuống biển rõ ràng không? Ông té xuống biển ông có tu hành cầu sanh cực lạc gì đâu. Nhưng mà ông lại biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi ông té xuống biển ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì ở dưới biển 4 ngày 4 đêm không chết. Mà ông kể câu chuyện ở dưới biển mà ông đi giống như đi trên cát vậy. Còn tới giờ ăn là tự nhiên có người đem lại cho ăn. Mà ăn cái gì? Ông nói không biết. Tới giờ uống thì có người đem nước lại cho uống. Lạ kỳ. Mà 4 ngày 4 đêm nắng cỡ nào chưa? Nắng cháy mặt luôn. Vậy mà ông cứ lơ lơ lửng lửng dưới biển như này. Cuối cùng người ta vớt ông lên cứu ông sống. Mà ông chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, câu chuyện rõ ràng đó. Nhà báo lại nè, rồi đài truyền hình lại quay đó.
đưa lên mạng đó, vì coi đi phải có không? Nó nên quý vị biết Đức Phật A Di Đà ngài là giáo chủ của thế giới Cực Lạc, Bồ Tát Quán Thế Âm là bậc cổ Phật, Bồ Tát Đại Thế Chí là bậc cổ Phật, mà đến để làm hai vị Bồ Tát tản hữu bên cạnh Phật A Di Đà để cứu độ chúng sanh là vì sao? Vì cái khả năng của Phật A Di Đà đầy đủ cũng như hai vị Bồ Tát này, đúng không? Mà bổ nguyện của Di Đà quá lớn nên cảm với mười phương chư Phật, nên những bậc cổ Phật mới thể hiện là Bồ Tát đến thì cùng với A Di Đà Phật độ sanh. Mà A Di Đà Phật ngài đã có bản lãnh độ sanh như vậy, từ ở nhân địa ngài tu đã viên mãn nên mới hình thành thế giới Cực Lạc. Như vậy thì tất cả những năng lực gì của bậc cổ Phật và chư Phật mười phương thì Phật A Di Đà ngài đã đạt thành hết trơn rồi. Vì thì cái việc cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh, từ cứu tiếp dẫn về Cực Lạc và cứu tai qua nạn khỏi, thì Phật A Di Đà ngài toàn năng toàn trí, không còn gì thiếu nữa chứ, hiểu không? Nó. Nhưng mà vì sao lại có những vị Bồ Tát như Quán Thế Âm, mà trong kinh Đức Thích Ca Mâu Ni cũng nêu cái hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm như vậy? Vì đó là nguyện, cái nguyện ở cõi Diêm Phù Đề quá mạnh. Còn cái nguyện của Đức Phật A Di Đà là toàn pháp giới mười phương tặng cùng, nguyện đầy hết luôn, nên mới có Bồ Tát Quán Thế Âm để đến làm cái điều này, mới đưa hình tượng Phật A Di Đà lên đỉnh đầu. Ngài cứu độ nhưng mà hình tượng Phật A Di Đà lại trên đỉnh đầu, có nghĩa là ngài nói cái đỉnh pháp mà độ sanh cứu cánh viên mãn là A Di Đà Phật. Thấy chưa? Trời ơi, chia sẻ gì là nó tăng cùng quý vị ơi. Viên mãn rồi đó cho quý vị nghe đó nghe. Tịnh độ mà nghe kiểu này nó hừng hực cái tâm thì mình mới hiểu cái nguyên lý của nó. Nên cái người mà ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là nhân viên, người ta chưa đến nỗi quá thuần thục cái chuyện cầu sanh Cực Lạc. Người mà để niệm Phật cầu sanh Cực Lạc là nhân viên thật sự mới thuần thục. Vì 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, mà nguyện thứ 18 là trung tâm của 48 lời đại nguyện, là cái nguyện thứ 18 là 10 niệm vãng sanh, niệm A Di Đà Phật. Nhớ kỹ. Nên quý vị biết rằng là một danh hiệu A Di Đà Phật này thôi, một danh hiệu A Di Đà Phật này giúp cho quý vị lìa khổ được vui. Nghèo niệm Phật giết từ từ rồi phước duyên tự thay đổi số mệnh. Nè, nghèo nè, nghèo như bèo vậy đó. Nghèo như bèo trôi sông lạc vợ, lang thang khắp chốn, không có tiền bạc, nghèo một mình lo không xong. Vậy mà từ khi gặp tịnh độ tới bây giờ, thiệt chứ bây giờ cũng nằm dạng giàu. Tôi nói đây là tôi đẩy câu Phật hiệu lên, tôi đẩy bổ nguyện Di Đà lên, còn tôi thì vứt qua bên khỏi cần suy nghĩ tới. Tôi nói rõ ràng là tôi nhờ tôi niệm Phật. Quý vị nói bây giờ không có tiền sao nuôi 2.000 người? Bây giờ quý vị ngồi suy nghĩ cũng ra, mà tiền là đâu có, khắp nơi nơi đưa để nuôi người già, mà không niệm A Di Đà Phật ai đưa, đúng không? Làm việc cho A Di Đà Phật. Nên khi quý vị thiếu tiền, ngài kêu người đem tiền lại qua lễ viết Quan Âm chuẩn bị người mù làm tớ luôn, thấy không? Trong cái cuộc đời này có cơ hội làm không chịu làm, chờ chừng nào làm đây? Nó nên qua lễ viết Quan Âm. Lễ viết Quan Âm xong rồi khoảng cỡ 3 tuần sau là tổ chức khiếm thị á. Khiếm thị bữa nay chắc nhắc nhở rồi đó. Kỳ cục lắm quý vị ơi. Lâu lâu không tổ chức họ nhắc nhở mình đó. Mà mình làm là sẽ có tiền 100%, còn không làm thì không có tiền. Còn làm là sẽ có tiền thôi. Như máy nghe pháp đồ, trả tiền xong rồi đó. Xong rồi. Cái lai rai rai trả xong mất tiêu. Thấy không? Bữa nay kêu cô Bạch chuyển tiền cho tượng Phật nó xong. Máy nghe pháp tượng Phật xong. Nó thấy gọi. Nên tin lắm. Niệm Phật tin lắm. Thấy gọi chưa? Ít ai nói gì lắm quý vị ơi. Ta nói gì ai cúng, cúng sao không cúng rồi. Ông cúng rồi cúng ở đâu? Hiểu không? Mình biết ông thầy này ông có tiền ông sẽ làm việc cho chúng sanh nè. Thì cúng ông có dư tiền cũng làm việc cho chúng sanh nè.
dư tiền nhất đức mua đồ ăn cho các cụ ăn. À, những đức vị đó có tiền dư mua đồ ăn cho các cụ ăn à. Được không? Thế vị thấy được không? Được chứ. Tội nghiệp mấy bà già. Có nhiều bà già cuộc đời của bà khổ lắm quý vị. Sanh con nuôi con bà lam lũ đời của bà. Những đức nói vị có nhiều bà cụ già. Đừng có nói mà mua trái cây ăn mà nói mua được chiếc cái trái nho Mỹ ăn mất công đi. Bà không có thể nào mà bà gì mà vì bản thân bà được đâu. Đều là để dành cho con hết chứ. Nên cả đời bà khổ lắm. Đời của mình có cho bà ăn được hay không là bản thân mình cho bà ăn. Đó. Cha mẹ không có bao giờ mà nói mà vì cha mẹ mà vì bản thân mình nữa. Vì con không, cái gì cũng là ngon nhất cho con không. Nên cả đời mấy bà đã khổ. Bây giờ mình nuôi bà mình cũng cho bà ăn uống gì chút đi để bà chết bà vui lòng. Nó cũng cỡ nào cũng vui lòng hơn. Nên bây giờ bà ăn chay rồi món ngon giặt lạ gì mua được thì mua cho bà ăn đại đi. Một chúng sanh niệm Phật cái công đức vô lượng, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Chùa chiền này ấm áp là nhờ mấy bà già bà tu bốn thờ. Tu bốn thờ. Bị nhớ nghe. Nuôi người già niệm Phật nên người trẻ mới đến á. Chứ không có người già niệm Phật, người trẻ đến đây làm chi? Để đến quýnh lộn. Thử đi. Mấy bà già mà không trong chùa mà làm việc nấu cơm, nấu ăn, li lịa, dọn chùa, sửa nhà, rồi bắt đèn, làm việc này việc kia thứ coi. Nam trẻ, nữ trẻ vô đây. Nguy hiểm. Vì nó rảnh quá. Rảnh thì làm gì giờ? Thấy không? Khi con người mình mà nhàn rỗi quá thì sao? Bậy, thanh thật lắm, bậy lắm, nghe không? Giờ công việc trong chùa lu bu gì, còn sức đâu mà thanh thật. Sức đâu mà thanh thật nữa. Mệt muốn chết là suy nghĩ gì nổi nữa mà suy nghĩ. Như tôi bây giờ tôi không còn một cái suy nghĩ nổi gì nữa. Hồi xưa là tôi là con người có tâm trạng xấu xa. Tôi gặp người nào đẹp đi ngang là... ghê lắm. Thấy không? Giờ làm việc viết, tính toán trong chùa viết, việc này việc kia viết, vác trên vai nặng gánh. Còn cái gánh nào nổi nó đâu mà vác. Không? Bao nhiêu đi thôi là đủ mệt rồi. Bây giờ làm việc gì nữa bây giờ? Không có sức để mà lo việc cho chùa nữa. Đừng nói mà suy nghĩ mấy chuyện khác. Nên tôi thấy rõ ràng nhờ mấy bà già vô chùa tu, mấy người trẻ này mới tồn tại. Thấy không? Nói tới cũng nói lui, bây giờ không có mấy bà già mà không có người trẻ cũng biết sao. Già mà không có trẻ thì già sống sao? Trẻ mà không có già thì mất nguồn gốc. Nên từ nơi đó mà thấy rõ ràng luôn. Nuôi người già là một việc làm ý nghĩa ghê trong cuộc đời. Ồ, nói cực cái gì, không có cực gì đâu. Quen. Hồi nãy gặp mấy chú. Nói công nhận mấy chú bắt đèn mau ghê ta. Mười mấy cây đèn bắt một phát một con ngày xong hết trơn. Bẻ đèn đồ sẵn hết trơn, bắt lên dựng cây lên luôn. Ghê vậy. Mấy chú nói gì làm quen. À làm quen. À hiểu rồi làm quen. Vậy thì niệm Phật cũng quen. Ở trong chùa tu lâu ngày cũng quen. Cái gì cũng là do tập thành thói quen. Từ xưa tới nay chúng ta quen cái gì chúng ta làm cái đó đó. Vậy bây giờ có những cái thói quen mà chúng ta tập lại cũng được. Sân si cũng quen. Buồn phiền cũng quen. Khổ tâm cũng quen. Vậy bây giờ vui tâm cũng tập lại được chứ. Nhưng mà suy nghĩ đi. Ăn thua tập lại à. Đúng không? Bây giờ vì coi nhà vì có hai ba ngữ vì cũng lo hoài. Những đức 2000 người thì cũng làm. Vậy thì sao? Nếu như vị mà thoải mái thì phải ré. Tuần sau nghỉ một tuần không làm nữa rồi sao? Nghỉ luôn không làm. Bán thì đóng cửa chùa đúng không? Nói lu bu gì, dòng do mệt, suy nghĩ khỏi suy nghĩ nữa. Đóng cửa. Chồng nói bán, không, ông bán đi tôi nghỉ đó. Tôi nói, tuần này tôi nghỉ, quyết định cho ông biết đó. Ừ nghỉ đi bà, tôi ghê quá, sợ bà luôn. Hiểu không? Rồi đi chùa một tuần lễ, không cần suy nghĩ gì luôn. Cứ lỡ ở lại Quan Âm, không cần bận tâm gì chứ. Hiểu không? Mấy bữa nay như Đức dặn dò bị hoài đó. Đi ra ngoài chợ mua mấy đôi dép, một đôi dép 2000 cầm theo.
mang tuần lễ bỏ cũng được nữa. Ra ở ngoài chợ hoặc là siêu thị có nhiều đôi dép mà nó hàng mà đưa ra đóng đóng đó, lựa đại đôi dép mấy ngàn mua đi rồi mang đi chùa, đi vô đây lộn thoải mái bỏ cũng không sao, đúng không? Chỉ mấy ngàn mỗi người, không phải mua người đâu đi chùa khỏi bận biểu việc đó, đúng không? Đó rồi á, mỗi bà mua cái bánh gì nhỏ mà cái kiểu mà nó đừng có cái kiểu mà xếp xếp mà ăn một cái là lót dạ được. Có khi đi đến đây mà cơm nước mà lu bu, người ta mà gọi là quá lu bu cơm nước, mình ăn cái bánh lót dạ trước, từ từ qua lấy cơm sau. Đó là mình biết lo cho mình, người biết lo xa thì không có khổ gần. Có từng lễ mà, phải không? Tính thì phải có từng không? 18 đến 1 ngày, 19, 2 ngày, 23 ngày, 21, 4 ngày, 22, Chủ nhật, 5 ngày. Hai ngày kia sao hơi chờ được. Thấy chưa? Thấy khỏe ghê không? Tự tại. Chứ bị còn nghỉ nha, Đức có nghỉ ngày nào không? Qua Chủ nhật cái là tới thứ hai tiếp tục giảng pháp nữa, chiều chương trình giảng pháp bên đây nữa, thứ ba tiếp tục bên hộ pháp nữa, thứ tư hợp với cô bên đây nữa, thứ năm giảng pháp bên đây Tùng Lâm, thứ sáu hợp tất cả các chú, thứ bảy cộng tu, Chủ nhật hộ pháp. Có nghỉ ngày nào không? Nghỉ ngày nữa. Không, làm liên tục. Đó là công việc làm giảng pháp đó. Còn cái chuyện mà giải quyết chuyện trong chùa, sắp xếp chú này nọ tùm lum tùm la, đâu phải là những cái việc đó đâu. Mà tối ngày quanh năm. Quý vị để ý rõ ràng không? Quý vị làm việc còn có ngày nghỉ. Quý vị thấy có bao giờ chùa mình mà lễ Tết mà nghỉ không? Lễ Tết nó càng làm việc nhiều thêm. Lễ Tết càng làm việc nhiều thêm, làm tăng ca, làm việc nhiều thêm đó. Còn ví dụ như Tết nhất quý vị về chùa là như Đức rủ về chùa, nhà biết phải làm việc nhiều thêm. Nó thấy không? Đâu có nghĩ được bữa nào đâu. Như Đức phải tính toán cái này kia để cho vị về chùa tu có kết quả. Thì quý vị biết cái niềm vui mà pháp vị là gì? Là cái giải thoát ấy, là pháp vị. Nên cái niềm vui mà nghĩ cho người ta được lợi ích mà mình vui, cái niềm vui này là đi đạt đến trình độ cao điểm nhất của niềm vui. Cao điểm nhất của niềm vui luôn. Quý vị biết vì sao mà cuộc đời mình ưa khổ quý vị? Là vì quý vị bị chồng con và vợ, cái gia đình quý vị mà khổ đó. Tại vì quý vị bị cái gia đình nhỏ này nó buộc quý vị. Cái dòng do trong cái gia đình này. Mà trong cái gia đình quý vị dòng do quá nhiệt tình. Mà chính cái gia đình này nó lại trở ngại quý vị luôn. Nên quý vị tức tối ấm ức lương tâm là tại sao mình quá nhiệt tình, mình quá hết lòng cống hiến mà họ lại đối xử với mình như vậy. Nên từ cái tình thương mà xảy ra quán thù. Tại vì mình quá thương họ mà họ lại không hiểu tình thương của mình dành cho họ. Nhiều người làm cha làm mẹ thương con, lo cho con, sợ cho con bị này bị kia bị nọ, mà nó trả lời lên câu: con không cần mẹ lo, con không cần ba lo, con lớn rồi, con biết, con còn khôn hơn ba mẹ nữa. Nó khôn ba mẹ nữa. Rồi cuối cùng nó ra ngoài, nó ẻn cái thành cái bụng dịch bình. Nó đi về. Mẹ ơi mẹ, con cãi lời mẹ, nó dở bụng bự dịch bình luôn rồi, nó làm sao đây? Rồi cuối cùng mẹ phải giang đôi tay ra, hiểu không? Thì lúc đó mình làm cha làm mẹ biết tu, mình nói với con câu gì nè: con không sao đâu con, không sao đâu. Nó bỏ kệ, nó bỏ mình lờ được đứa nữa. Mình nói một câu này chứ mình đừng có quýnh. Mình quýnh nó càng mắc cỡ thêm, càng xấu mài, xấu mặt thiên hạ thêm, làm gì. Hiểu chưa? Mình đừng có bao giờ con mình vậy mà mình đi nói tuổi hổ mắc cỡ chùm sớm. Cái nhà mình lo chưa xong, nhà ai thì nấy lo, chuyện nhà tôi thì tôi lo, cừ kệ mấy người chứ cơm ai nấy ăn, không lẽ ở đó cừ hoài. Hiểu chưa? Người tu mình nó vượt lên khỏi cái dư luận của xã hội. Mình đừng có bị dư luận đó, nó đè dẹp mình chết. Tôi hồi đó giờ tôi nuôi các cô trẻ, tôi mang tiếng, người ta nói tôi biết bao nhiêu, nói ý mang tiếng quan tâm cho nó mệt thêm. Làm thì làm thôi, ai muốn nói gì nó thì nói, đúng không? Làm mà còn hở người ta nói cái là bị kích động. Không có vụ đó đâu bạn, không kích động. Tôi không có dễ bị kích động. Tôi mà dễ bị kích động thì sao có ngày hôm nay. Hiểu không? Quá dễ bị kích động sao có ngày hôm nay. Nên quý vị nhớ,
lỡ mà con cái mình nó có hư, có dại gì, bây giờ nó quay đầu về, nó nhờ giả mình phải giúp à. Nhưng mà lúc mà nó ngang bướng với mình, à mày cứ đi đi, mày để cho tao có thời gian ở nhà nó tao luyện công phu. Chứ sao bây giờ mày muốn đi mà mày đi giùm tao đi, mày đi đâu mày đi đi. Mà sau này con có khổ mà con quay về thì mẹ cha sẽ giúp con thôi. Nhưng mà thôi bây giờ mày nghĩ mày đương thời mày ngon lắm, à mày cứ đi đi. Được rồi đó, mày đi thời gian tao ở nhà cho nó khỏe, tao luyện công phu nhìn thấu buông xuống. Khi nó đem cái gì về không phải thì lúc đó mình có đủ năng lực để giải quyết vấn đề. Hiểu không? Thường á, cha mẹ thương con nên á, thường nhằn. Mà con nít bây giờ, tuổi trẻ giờ nó ghét mình nhằn, không thích mình nhằn đâu. Con nít bây giờ nó phái vị là ngay chỗ này nè: mẹ tiền, à đây tiền con, xài à, tiền xài đi con, phước của mày đó xài đi, mày hết phước khổ chết cha mày, cho mày biết. Hiểu không? Nói rõ ràng cho nó nghe, mày xài đàng hoàng, mày xài hết phước mày khổ thấy mù, mày luôn cái đừng nói chuyện dẫn chơi nghe con. Nó tiền của mày đó, tương lai tao cũng để cho mày à, xài đi. Mày xài cho đúng đắn, mày mà xài không đúng là mày khổ đó con, gán mà chịu. Rồi mai mốt hết tiền, nó hết tiền rồi, hỏi gì mệt quá, mày đòi hoài, tao có nhiêu tiền tao đưa hết trơn rồi, giờ còn tiền đâu mà đưa nữa mày. Nó con nít bây giờ nó phái gì đó, cái thời đại phát triển nó không có thích mấy cái bà già ngày xưa, nghe không? Nó lỡ nó xin cái thôi thứ gì đó cái này nghe cái tao nó lỡ mẹ nè, dù cái mặt mày nghe không, ăn giọng gì mày, ăn giọng đi nghe. Xong cái mấy đứa con nó ra ngoài nói nè: mẹ tao á mày biết không, xin tiền bả là bả sẽ chửi một chập, bả chửi rồi bả mới cho bả gì đó. Nhưng mà tao nắm được cái nguyệt của bả, bả chửi xong vậy đó mày, nhưng tao chỉ cần khóc một cái thôi, tao chỉ cần buông một cái thôi, tao chỉ cần năn nỉ một cái thôi, cỡ nào bả cũng đưa hết chưa. Mà tao có lấy hết của bả cũng không làm được gì được tao luôn. Nó nắm được cái nguyệt của mình rồi. Nên mình tạo cái khẩu nghiệp là đổi làng đi xin, nói xin tiền là mình do làm cực quá, mình không muốn đưa mà tội nghiệp con thì phải đưa. Nhưng đưa thì tức nên chữ, chữ rồi mới đưa nên mang nghiệp. Bệnh này dính nhiều lắm nè quý vị. Nghe ngồi suy nghĩ đi, cái xã hội này phát triển nên đưa tiền là nè xài đi, cái xài xả láng đi con, mai mốt khổ chết mồ luôn. Được không? Nó giống như trong chùa đi, những đứa mua đồ ăn đủ cho ngon, ăn quá trời luôn, ăn xong đứa nói ăn đi, mai mốt hết phước cùng nhau mà đói. Vậy đó, chơi vậy đó thoải mái. Tại vì sao? Mình điều tiết cũng phù hợp, mình điều tiết phù hợp. Ví dụ như có những cái mình làm cha làm mẹ mình phải mũ đen chút xíu, chứ mình đừng có chơi cái cổ lũ sĩ ngày xưa quá. Mình phải chơi thời đại một chút. Lâu lâu ví dụ như hôm nay sinh nhật ba con vô bánh kem ba tầng luôn, thiệt là bự luôn, đãi nghe. Đồ ăn đồ uống nước nôi bia bọt rồi về gia đình uống chơi mới có, khỏi cần ai nhắc nhở, về tổ chức hoành tráng tại nhà, thấy không? Rồi xong rồi hai vợ chồng con cái tập trung lại, ngồi lại với nhau ăn uống đồ ha, vợ chồng đồ giỡn hớt đồ vui vẻ chơi hoành tráng luôn tại nhà, khỏi cần nói dòng do tam quắc hay chứ, phải không? Khỏi cần mà nài nỉ đó, sinh nhật của con, sinh nhật ba, sinh nhật nó tổ chức tại chỗ nhà mình rồi đó, khỏi ai, gia đình của mình thôi. Nó làm gì đi để nó thấy một công nhận mẹ tao chịu chơi nghe, ba tao chịu chơi, nghe không? Rồi những cái gì mà mình nói không được, không được, không, một câu thôi, xin tiền không được, rồi đi vụ khác, được nè sai đi con, đó xong, được thì đưa, không được không nói dòng do chứ, vì làm cha làm mẹ mà vậy đi, vì sẽ thấy đặc biệt cỡ nào chứ. Ví dụ như con mình lớn lên mình có điều kiện, mình thấy chòm sớm láng giềng người ta cái này cái kia, khỏi cần đợi con mình xin, mua cho nó chiếc xe để cho nó đi đi, khỏi cần nó xin cũng mua cho, còn cái nào không được nó không được, rồi xong rồi đó, câu nói dòng do. Còn bây giờ không cho xài điện thoại cũng không được, mua đại cho nó chiếc điện thoại cho nó xài, nhưng mà quản lý theo cái cách gì hoặc chỉ dạy nó đàng hoàng,
cách hành động gì nó vẫn thấy mình thoải mái hơn. Chứ bây giờ nó nhằn nhằn mình cũng phải cho, nhưng mà nó tạo khẩu nghiệp chứ làm gì. Ngồi suy nghĩ lại con nít bây giờ quý vị ô thì sẽ biết, chắc chắn quý vị luôn. Mình sẽ biết cách áp dụng làm sao cho nó phù hợp. Cái tuyệt vời nhất là bản thân chúng ta nghe đạo mình phải làm sao. Mình sống những ngày tháng ít gì nó phải đặc biệt. Đừng có ôm gánh nặng trong người chứ. Hiểu không quý vị? Không bị đi về chùa, bị nghe như Đức nói những điều này, như Đức nói bảo đảm quý vị đó. Không dính người này cũng dính người kia, mà chắc chắn dính nhiều người. Quý vị mà áp dụng đúng vậy thì quý vị tự tại lắm. Những đức tin 100% luôn. Quý vị mà đã là tin sâu nhân quả hoàn toàn hết chứ. Một tuần lễ, nghỉ lễ, rồi tu tập, rồi lễ Quan Âm đồ này kia. Hãy tin vào trong mạng mình có phước. Hãy tin đi. Trong mạng bạn mà có phước á, nghỉ một tháng chơi cũng không sao. Nghỉ một tháng ở nhà, vợ chồng con cái rồi nhà chơi được không? Tôi bồi dưỡng hạnh phúc gia đình, hai vợ chồng nữa nhà, nghe pháp cử quý chơi. Bây giờ lên lễ Phật xong hai chồng đi ngủ. Vậy thôi, sống vậy đó được không? Trong xã hội này quý vị là số 1. Số 1 luôn. Đúng không? Tính cái gia đình thôi, hai chồng đứa con tháng ăn nhiêu, lo chỉ hoài nhiều dữ à. Tính vậy thôi thì bồi dưỡng hạnh phúc. Hạnh phúc bồi dưỡng. Rất là nhiều người trong cuộc đời này nè, kiếm tiền mắc hạnh phúc. Hạnh phúc đã mắc rồi, tiền có làm gì? Lao đi hoài không có nghỉ ngơi. Không bao giờ nghỉ ngơi chứ. Nên làm nhỏ nhỏ thôi, đừng có làm lớn. Khi mà đã có tiền rồi làm nhỏ lại. Tiền làm nhỏ. Hiểu không? Thường mấy cái người sạc nghiệp là do gì? Có tiền nhiều nhưng làm việc lớn. Làm việc lớn mà phước báo nó không đủ thì nó sạch. Nên bây giờ mình có tiền rồi, mình làm việc nhỏ. Để chi? Bồi phước là bằng cái tu hành. Để bồi dưỡng hạnh phúc. Hạnh phúc đã dậy rồi thì cái sự nghiệp này nó tồn tại hoài. Mà nó cứ lên, lên, lên từ từ. Tại vì nó đã cái đà lên rồi, mình cho nó lên từ từ chứ đừng có giọt một phát thì ngã xuống mau. Nó là cái nguyên lý là mình sống mình phải nắm được cái việc. Ví dụ như đi, mình làm quan đi, mình thấy mình sắp cửa gất chức rồi, mình xin nghỉ. Hiểu chưa? Mình nhìn được tình thế chứ, mình thấy cái đà mình đến đó là được rồi đó. Thôi nghỉ. Nghỉ thôi. Thời gian làm quan, làm việc lợi ích cho mọi người, giúp người này kia làm quá trời nhiều gì lợi ích. Mình thấy cái mồi cũng là trong quan trường cũng đấu đá dữ lắm. Thôi mình thấy cái tình thế cũng tương đối, gia đạo cũng ổn rồi, nhà cửa có, tiền bạc cũng xài lẻ rai được rồi. Thôi xin nghỉ. Nghỉ sống những ngày tháng ẩn cư bình thường, đi chùa, lẻ rai. Thấy không? Quý vị mà biết lối sống vậy thì bị là số 1 luôn. Thấy không? Tôi bây giờ tôi lại Quan Âm 3.000 lại, tôi nói thiệt quý vị, tôi cũng cố gắng lắm. Thật sự tôi cũng cố gắng lắm. Vì làm thì rồi mình sẽ biết. Ví dụ như quý vị bây giờ ra bị lại thôi, thôi bây giờ nghiêng nằm ngã ngủ nghe đồ chơi, ăn cơm ăn nước đúng không? Tôi về tôi phải tính chuẩn bị đi giảng nữa. Thấy không? Liên tục. Cũng đuối quý vị chứ không giảng đâu. Hiểu không? Nên tôi nói thiệt chứ. Tôi làm thì tôi làm hết mình. Ai mà kêu tôi nghĩ cái đó, mô Phật. Nghĩ, em nghe. Cái gì đâu, đúng không? Nó, nên cuộc đời con người sống trong cõi đời này, quý vị đừng có bận tâm cái chuyện cơm ăn áo bận. Nó có gì đâu cần bận tâm. Cho nó mệt tim. Do chúng ta quá bận tâm nó mà chúng ta không có đó quý vị. Đời những đức ngoài đời cũng y rang vậy luôn. Bị cái bệnh này, Phật Pháp là một cái viên thuốc giải trong cuộc đời. Khi mà hiểu cái viên thuốc này rồi, đúng là trời ơi, Phật Pháp nó đặc biệt quý vị. Trời ơi, nó quá đặc biệt luôn, nó thiệt luôn á. Bây giờ trong công ty xí nghiệp gì đó, mà người ta làm, người ta chức phận gì, người ta đấu đá nhau kệ người ta, mình cứ làm cụ lằn chơi đi. Lai rai sống đi, có cơm ăn áo bận mà gia đình hạnh phúc. Đừng có trong cái cuộc đời này leo lên cao quá. Cao quá cũng khổ lắm. Vì người ta bắn mình te tu. Hiểu không? Thì biết rằng tại sao á, như những đức bây giờ là tiếng tâm nó cũng nổi dữ lắm anh nè quý vị. Quý vị biết tại sao mà những đức hiện khùng khùng điên điên không?
Người ta đa phần người ta mà cỡ tiếng tâm này là như vậy, như thế nào chúng ta phải như thế, phải như thế đó, phải như vậy. Còn tôi thì sao? Tôi càng lớn thì tôi càng khùng. Càng lên cao thì càng khùng. Đến chi? Cái thằng này nó khùng dữ, nó lên dữ. Không muốn ngó ngàng cái thằng khùng làm gì. Sao nó khùng khùng điên điên mà sao kỳ cục quá trời. Còn gặp mà mình mà lên cao cái mình ra vẻ cao xa. Còn hồi đó thì tự nhiên bình thường mà bây giờ trong giới kinh nó phải là như vậy. Nó bắn một cái rớt đài luôn cho đừng nói chuyện dẫn chơi. Thấy không? Mình cứ khùng khùng, mình cứ đơn giản, mình cứ bình dị. Lỡ người ta bắn mình té xuống, mình nằm ngủ giấc luôn. Mình khùng mà. Có gì đâu. Đúng quý vị. Ngày xưa bác Tâm đi vô chùa tu cái thằng hô hấp. Hồi xưa khòm lắm nha quý vị. Lưng gồm lắm hồi xưa ớm quý vị. Hô. Kinh khủng luôn phải không? Có gì đâu. Chùa không có chứ nha. Bây giờ mười mấy năm nay mà được gì thì xứng đáng quá rồi. Còn mong mỏi gì nữa. Đúng quý vị. Đâu phải cái của mình đâu. Mình đi mong mỏi chi cái của mình. Chứ bắn té cái chạy chiếu ngủ luôn. Tự tại không? Quá tự tại. Tôi đâu có nặng nề cái vấn đề này đâu. Tại tôi có duyên thì tôi cứ làm thôi. Nếu đây là sứ mệnh cuộc đời tôi thì tôi cố gắng, tôi thương các cụ già, tôi hướng dẫn Phật tử niệm Phật đó, tôi làm hết lòng tôi thôi. Nhưng nếu sứ mệnh tôi đến đó là xong, như thì bản thân tôi nghỉ ngơi. Quá khỏe, quá tự tại vậy. Hiểu không? Nó nên còn này rồi. Hai vợ chồng có đứa con, hai ba đứa con thua gì. Cơm nước khỏi cần lo đi. Mọi người có phước. Mọi người có phước hết chưa? Xin thưa quý vị, học Phật hiểu rồi. Phước của mình mà có thì đây là ly nước của mình. Mỗi một người trong nhà chúng ta là mỗi người là một cái ly. Mà cái ly của mình thì bao nhiêu nước, cái ly con mình thì ít hơn, cái ly đứa con thứ kia thì ít hơn, cái ly của thằng chồng không có một miếng. Nếu thằng chồng mà không có một miếng nước nào, xin thưa với quý vị cho nó uống được mới sợ. Mày chết liền, đừng nói cho mày uống. Đừng có nói mà cho mày ly nước mày không có một miếng lấy gì uống. Hiểu không? Chỉ có một cách là mày uống được nước này. Là cách gì? Tao chỉ mày. Chỉ mày tìm cách múc nước đổ vô thì ly mày mới có nước, thì mày mới có nước để uống. Còn nếu như mày đã không có nước mà mày không chịu tìm cách làm sao để có nước đổ vô thì đố mà mày có nước uống, mày chỉ có con đường chết thôi. Đừng nói chuyện dẫn chơi. Cái nguyên lý này quý vị mà nghe mà hiểu được đi thì quý vị sẽ rất tự tại. Trong gia đình quý vị mỗi người có phước phần hết trơn rồi. Không phải là mình để lại hay không để lại gì đâu. Nên cái quan uổng cho chúng ta ở cái cõi đời này lập một gia đình, cuối cùng là chúng ta phải nặng gánh bản thân. Chứ thật sự thì con, chồng, vợ ai cũng có phước phần hết trơn. Chứ làm gì có cái chuyện mình để lại mình cho họ. Phước phần mà đã là phước phần thì tự nó sẽ đến. Còn bản thân mình phải lao khổ cực khổ để mà tích lũy và nghĩ ngợi cho con, nên mới gọi là báo thù rửa hận, đòi nợ trả nợ. Phải không? Các vị coi, nếu mà xã hội này mà áp dụng như vậy thì đâu còn là thế gian nữa, đâu còn cái khổ đau nữa đâu quý vị. Vì hiểu nhân quả hết trơn rồi. Nhân quả hiểu hết rồi còn gì. Rồi bậc A-la-hán kìa, chứng quả A-la-hán mà người ta còn thị hiện. Đi khất thực không ai cho một miếng cơm. Về đói khát quá trời luôn. Các sư huynh toàn là bậc thằng thông được không. Đi nhận của cúng dường đem gì, bị giật, bị lấy, rồi bị chim hắt xuống biển. Đức Phật nói, này con, tội của con là tu huệ không tu phước. Bây giờ chứng quả A-la-hán rồi mà đói. Được rồi, bây giờ ta chỉ cách tu phước. Cái phước duyên của Phật quá lớn. Lỡ ngay cái tịnh xá của Phật để quét dọn dẹp đồ này kia, để làm công quả tăng cái phước báo lên. Khi tăng cái phước báo lên là tự nhiên sẽ có người cho con.
tự nhiên sẽ có người cho con liền. Nên quý vị biết rằng khi những nguyên lý này quý vị hiểu rồi, cuộc đời quý vị nó rất là nhẹ nhàng quý vị. Quý vị coi ở dưới quê đồ này kia lam lũ cả đời cực khổ kinh khủng luôn, lo đủ chuyện khổ, cả cha mẹ như Đức khổ tới chết mà không được một cái gì. Cha mẹ Nhân Đức nè, trời ơi, cuộc đời Nhân Đức mà không đi tu thì đúng là đường nào cha mẹ đi thì đường đó con đi theo, y gan luôn. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày thông minh quá trời. Con đường của vua Tịnh Phạn đi là con đường vua chúa, vậy mà thấy tự chọn con đường xuất gia. Đúng không? Kinh khủng không? Quá thông minh luôn. Bởi vậy chúng ta mà chọn con đường đi đến chùa nghe đạo tu thì đúng là mình quá có thiện căn. Quá có thiện căn luôn quý vị. Mà những điều những đứa chia sẻ đây nó nghe việc đa phần là bị dính hết. Nhưng mà không tiếp nhận được cái bị dính này luôn. Vẫn không tiếp nhận được. Dù là nghe chúng bon luôn mà không tin. 100% có những người vẫn không tin mà chúng bon không tin. Không tin luôn. Mà họ tin cái gì mày biết không? Họ tin ngay bản năng của họ làm ra tiền để sống. Tôi nói cho bạn biết, tôi nè, trên thành phố 5 năm nè, 11 năm nè, tôi nói cho bạn biết tôi cực khổ đến mức cỡ nào. Tôi nghĩ đủ cách luôn. Tôi vẫn là tay trắng quần trắng tay. Tôi nói thiệt, không phải tôi phát nguyện đi tu đâu, mà là gì? Bất đắc chí. Tôi không còn phương hướng nữa. Tôi cảm giác rằng cuộc đời tôi không có cơ hội gì ngoài đời mà thành công nữa. Tôi chán quá rồi. Ăn chơi giết thì tôi cũng nản lòng luôn. Giết tôi cảm thấy rằng mục tiêu tôi đi tu là gì biết không? Mục tiêu tôi đi tu gọi là hoàn toàn tôi không còn gì nữa cả. Vô chùa là kẻ vô dụng. Tôi nói tôi á nghe, tôi đi tu là tôi nghĩ tôi là kẻ vô dụng nên tôi mới đi tu. Không ngờ trong Phật Pháp lại cho tôi trở thành hữu dụng. Phật Pháp lại cho tôi hữu dụng. Không ngờ con đường đi cho mình vô dụng mà lại trở thành hữu dụng. Mà con đường cho mình là hữu dụng nhưng cuối cùng lại là kẻ vô dụng. Cả đời đi con đường dù có thành đạt cũng cuối cùng còn cái gì quý vị? Những đức coi gạo qua lịch sử từ Tam Quốc, từ đời từng đời vua chúa, những đức coi qua lịch sử từng đời từng đời từng đời từng đời các bậc anh hùng hào kiệt, tra lại lịch sử, xem lại trong cuộc đời, đem Phật Pháp áp dụng vào, trang trải ra một phát, cho ra một tư tưởng liền. Ô thì ra là Đức Thích Ca Mâu Ni đã chọn Phật Pháp thì đây đúng là quá cao minh. Quá cao minh rồi. Đó. Nên cái người mà gặp được Phật Pháp mà không sử dụng được là do chính cái trí của chúng ta không đủ phước duyên để nhìn ra Phật Pháp là chỗ đặc sắc. Có nghĩa là gặp được nhưng vẫn là không áp dụng được và không tiếp nhận được. Vì sao? Vì cái trí mình không đủ tiếp nhận. Sự là không đủ tiếp nhận đó quý vị. Có những người như Đức nói họ nghe họ thấy đúng đúng đúng, nhưng mà về là tính nào vẫn thật nấy, không áp dụng được. Còn tôi từ khi đi vô chùa 15 năm nay là tôi thật sự áp dụng luôn. Thật sự áp dụng luôn. Xin thưa quý vị, như Đức vừa đi vô chùa gặp mấy bà già thôi. Tự nhiên nhìn mấy bà già thôi. Ngôi chùa đó mỗi tuần có chết. Trong lòng nói tự nhiên mình suy nghĩ rồi mình sẽ chết, rồi mình sẽ già. Ủa ta, đặt câu hỏi sao ngộ gì cuộc sống này, rồi mình sẽ già, rồi mình sẽ chết. Ủa mình chạy đi tìm cái gì với ta? Cuối cùng nhà Đức cho ra một tư tưởng rằng vậy thì phải lấy cái tuổi trẻ này nuôi người già, lấy cái tuổi trẻ nuôi người già để tương lai tuổi già có người nuôi mình. Không? Rồi là bắt đầu là chân thật nuôi người già. Thấy ông thầy chỉ về niệm Phật, ông thầy ông nói một câu: đi tu 30 mấy năm, tu các pháp khác, đi vòng vòng, đi đâu cũng cầm theo cái bình thuốc. Nhưng từ khi gặp Tịnh Độ niệm Phật tới bây giờ mới có 4-5 năm mà hình thành một cái pháp hội. Mà tu các pháp khác 30 năm cũng không được.
nghe một phát, một thôi, một câu một thôi nói. Như vậy thì tôi không thể nào mất thời gian 20 mấy năm. Tôi đi vô luôn, chức chỉ đi luôn. Đó. Tôi đi 5 năm. 5 năm thôi là tôi nắm được hoàn toàn phương pháp. Rồi là tự nhiên Bồ Tát sắp xếp tôi xuống dưới đây. Rồi là tôi phát triển nghề của tôi luôn. Phát triển nghề mà đã học được của tôi 5 năm luôn. 5 năm ra trường. Mà trên kia là tôi đã làm việc luôn rồi đó. Tôi 2 năm là tôi làm việc luôn rồi đó. 5 năm là rèn chính mình. Khi xuống dưới đây là tự mình cố gắng phát huy. Tới bây giờ 10 năm. 10 năm với 5 năm trên kia là gần 15 năm. Mà một con người vô danh tiểu tốt không ra gì, mà chỉ có một câu Phật hiệu thôi. Mà bây giờ khắp nơi người thiên hạ biết đến mình. Thấy không? Vậy thì quý vị thấy có một trình độ này cỡ nào chưa? Nó quá đặc biệt. Nhưng quý vị tin rằng dù một người xuất gia tu hành cũng không dám tin. Dù là việc làm trước mắt vẫn không dám tin. Trong kinh Vô Lượng Thọ nêu rõ ràng là pháp khó tin. Bạn không có đủ nhân duyên, phước báo, thiện căn, bạn không có tin nổi cái pháp này. Dù bạn có ngồi trong cái pháp hội đó, bạn nghe rồi, bạn thấy xong bạn trở về, bạn vẫn là như vậy. Người Đức nói cho quý vị nghe nghe. Nếu như quý vị là người nghe được, bởi vì là người còn trẻ, quý vị đang có đủ cái dũng khí và trí tuệ để nghe được Phật pháp, nhưng Đức mong quý vị đừng để thời gian luống qua. Đừng để cái cuộc đời mình luống qua theo thời gian mà tới tuổi già. Khi tới tuổi già, quý vị không đủ cái chí để tiếp nhận đâu. Tôi nuôi bao nhiêu người già tôi biết nè. Khi già rồi bạn không có đủ cái chí để tiếp nổi đâu. Mỗi ngày niệm Phật thì niệm gì thôi, bạn có thiện duyên thì bạn niệm Phật thôi. Nhưng mà để cái chí để mà tiếp nhận được cái pháp này không đơn giản. Nên Nhận Đức nói rằng còn trẻ này mà nghe được đó nghe. Những điều này nó rất là trân quý, nhưng đòi hỏi bạn phải đủ thiện căn dữ lắm. Nhận Đức nói cái hội chúng khi Nhận Đức giảng mấy ngàn con người, nhưng để cái người mà tin tịnh độ này cho tới cùng không đơn giản đâu. Cái người mà đến nghe mỗi tuần luôn á, đến nghe mỗi tuần luôn, người nào mà người chân thật áp dụng đi, dù bạn nghèo sơn nghèo sát bạn cũng tự tại hơn người giàu. Nghèo sơn nghèo sát cũng tự tại hơn người giàu. Những gì Nhận Đức nói cho quý vị nghe là 100%, xin thưa với quý vị. Bây giờ Nhận Đức nói cho quý vị nghe, bây giờ quý vị bỏ Nhận Đức, quý vị lấy tất cả cái gì Nhận Đức đang có lỡ, quý vị lấy hết đi. Nhận Đức mà khổ mới sợ. Không bao giờ Nhận Đức khổ nữa luôn. Tại Nhận Đức đang hiểu của quý vị à. Vì cái cuộc sống 3 bữa cơm này không đến nỗi nặng nề quá đâu. Nhưng mà chúng ta lo nó không có. Chỉ đúng một cái là lo nó không có. Chỉ như vậy thôi. Nó nhất định có. Chứ không phải là không có. Nó sẽ có. Bạn hãy tin đi. Bao nhiêu năm trong chùa này, Nhận Đức đã thí nghiệm, thử thách mọi cái cách hết trơn rồi. Thấy rõ ràng hết. Quý vị biết rằng đúng là trong Phật pháp hay lắm. Càng bố thí càng nhiều, càng thí pháp càng thông minh. Không sanh ăn chay, sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Phật dạy không có sai đâu quý vị. Nhận Đức nói bao nhiêu lần Nhận Đức làm. Như nhất là cái lần này đặt máy nghe pháp này. Quý vị biết rằng Nhận Đức nói đang kẹt lắm chứ không phải giỡn đâu. Đặt luôn, thử coi sao. Nó không ở đó. Nếu không mạnh dạn thì làm sao làm được, đúng không? Tượng Phật xử lý xong luôn rồi đó. Nó bây giờ chương trình lễ là chỉ có vô chương trình là làm thôi đó. Nó nên từ nơi đó quý vị thấy không? Xong hết trơn. Rồi trong một tháng nay quý vị làm nhà tôn. Sơn nhà làm quá trời làm luôn. Mà trong khi là mấy tháng nay là kẹt, mà mấy tháng nay xài còn dữ hơn mấy tháng trước gấp 2 lần. Kinh chưa? Tin không biết. Trời ơi. Làm việc gì người ta không mà lo gì. Nếu người ta không có phước không có duyên thì mình cũng là không làm được. Còn người ta có phước có duyên thì mình làm được thôi. Nó thấy rõ ràng chưa? Bởi vì làm việc yên tâm quá trời. Nên Nhận Đức nói quý vị khỏi cần lo về con cháu quý vị. Con cháu quý vị chỉ cần dạy nó tu phước duyên có đạo đức thôi. Khỏi cần lo. Có bỏ nó thí đại, nó cũng thành đạt sự nghiệp.
Tại vì cái số phận nó là như vậy. Những đức ai rèn những đức. Ở 6 tuổi mất mẹ, bỏ bù lăng bù lóc, dằn câu dằn lưới, mót đậu cắt lúa, mót lúa, làm đủ cho. Gạt người cũng có, thật lòng cũng có, giả dối cũng có, nhiệt tình cũng có. Cái mặt nào tôi cũng có nằm trong đó chứ. Tôi là bù lăng bù lóc, bỏ đại bỏ càng, ai rèn tôi. Lên thành phố tôi cũng tự do tự tại, tôi làm tôi xài tôi chơi, ai mà cản tôi nổi. Vì mà cuối cùng đi tu cũng tự tôi phát tâm đi tu, ai kêu tôi đi tu, đúng không? Tôi đã nhìn ra rõ ràng thì ra con người nó có số phận rõ ràng, tới ngày giờ nó phải như vậy như vậy như vậy. Vậy thì vợ chồng cha mẹ con cái đến với nhau, duyên hợp thì gặp, duyên hết thì xa. Duyên này thì nó đến đây, duyên này thì nó đến đây. Mỗi nhân duyên nó đều có cái gieo nhân của chúng ta, thì duyên nó đến với chúng ta. Chúng ta hiểu được nguyên lý này. Như bản thân như Đức nói rằng, tôi quát nguyện đi tu cái gì, tôi mà đi tu bạn bè xung quanh không ai tin tôi đi tu được chứ. Nhưng mà tôi lại tu được. Còn nhiều người con cái người ta, gia đình người ta có đạo đức, đều là người có nhân duyên với Phật pháp, nhưng mà người ta đi tu, người ta lại tu không được. Gia đình tôi là đâu ai đi xuất gia đi tu gì đâu, mà quê hương tôi là nói cái chuyện đi xuất gia là hiếm lắm. Đạo Phật giáo hòa hảo đồ này kia, người ta đâu có đi xuất gia. Nên từ nơi đó tự nhiên sao lòi tôi ra tôi đi tu. Thấy chưa? Mà tôi lại là hư hỏng nữa chứ. Giờ sớm tôi hư ác đạn hơn người ta. Đó, vị thấy không? Nên trong cuộc đời của người chúng ta không dám khinh người khác. Chỉ có những người hư thiệt hư vậy đó. Họ quay đầu cái họ còn hơn mình nữa chứ không phải giỡn đâu. Đó, bây giờ trong cái đám bạn tôi, nguyên cái làng quê tôi thấy, tôi bây giờ là dữ nhất rồi đó. Tại vì cùng thờ với nhau á, nó đi có vợ nó khổ te tua. Cuối cùng mình ngày xưa mình ao ước mình có vợ được như nó. Thấy nó có vợ mình ham chết. Không có tiền sao cứ vợ đấy. Nghèo hô nữa. Không có sự nghiệp gì chứ ai mà lấy đây. Không ai mà lấy mình. Trong lòng mình nói mà lấy tao đi mày có cơ hội đó. Mà ai tin mình. Ai mà tin mình, ai mà chịu lấy mình. Ai gặp mình cũng tránh mình chứ. Thì quý vị coi, cuối cùng tôi thấy tôi không được gì, không có vợ nữa, không có con, đi tu. Không, nhờ vậy mà khỏe. Rồi hồi xưa mấy bạn nó cứ vợ cũng được được không, nó có điều kiện nó cứ vợ được được không. Nhưng tại bạn cứ vợ đồ này kia đâu, vợ xưa cũng được chứ quê cũng được lắm á, khá giả đâu có được. Bữa nay bạn khổ quá trời, bạn cũng lam lũ cực khổ, hiểu không? Cuối cùng kẻ hô hốc ngày xưa đi vác bao, tôi vác bao nữa. Vác công đoàn vác gạo, năm 14 tuổi tôi vác gạo, bao 80 kg. Tôm lưng không thấy hả? Lưng tôm nè. Vác lúa, vác gạo, vác lần 6-7 tấn lúa qua cầu đồ á. Vác công đoàn mà, vác gạo tịnh gạo. Vậy đó vị biết rằng khổ thì ghê. Vậy mà cuối cùng Phật pháp cứu cuộc đời tôi. Phật pháp hay thì. Phật pháp hay luôn, đúng không? Nó, tôi nói thiệt trong cái cuộc đời tôi nói rõ ràng, không có được một cái gì hết trơn. Trời trời, người ta xấu người ta còn có học được một chút, tôi đã xấu rồi mà nghèo nữa, lại không có học được nữa. Trời sao nó không được một cái gì hết trơn. Trời, học mà lớp 3 mà ở lại 9 năm. Vậy mà có nhiều người ta hỏi, ủa thầy sao mà thầy tu mà thầy ở lại, với thầy đi học mà ở lại 9 năm dữ à? Thầy thích trường học xưa được không? Cái gì cũng trả lời được, thích trường học xưa. Thì thấy không? Đó, đó, trong cái cuộc đời của người phải không? Không có, tôi thấy tôi không có được cái gì. Vậy mà cuối cùng tôi đi niệm Phật được. Tôi niệm Phật được rồi, bây giờ tự nhiên cái việc gì tôi cũng làm được hết chứ chẳng. Bây giờ trong chùa sao tôi nhìn cái gì tôi cũng nhìn ra chứ. Cặn kẽ tí teo gì tôi cũng thấy ra. Nó, giờ chúng sanh lợi tìm quá trời. Ngày xưa tìm người ta, ta có đóng cửa. Vừa tìm đến nhà người ta, những đức nói bà con dòng họ thôi có điều kiện có cơm ăn thì được chứ, lợi xin ăn à, 2-3 ngày rồi thì được chứ. Từng lễ là ăn cũng khó ăn. Của anh chị đồ ăn được vài bữa chứ. Anh ruột rồi còn chị dâu.
chị ruột thì còn anh ghệ, khó ăn lắm. Nên mình thì khổ khổ nhưng cũng tự làm, tự kiếm sống, tự ăn. Hiểu quá mà. Cái gì chứ đến nhà ta mặt lớn mặt nhỏ thấy kỳ. Ha. Nên cuộc sống vậy nên cũng hiểu được một chút. Nên bây giờ nó nói đi tu dù cỡ nào cỡ cũng cố gắng. Nên cuộc sống bây giờ tuy là lo cho các cụ đông, nhưng mà chơi với Phật tử thấy cũng vui. Người nào đến cũng tự phát tâm chứ không phải mình đến nỗi xin xỏ. Thấy ông thầy cũng vui, cũng nhiệt tình, chịu chơi thì nên ta bỏ ra. Sáng gặp mấy bà già vậy, buổi sáng không có xài cũng ngày hay ngày. Buổi sáng ngồi chút cũng xài ngày hay ngày. Vậy là cũng được lắm mấy vị. Làm ăn gì cũng được lắm. Đúng không? Đó, thầy Lâm. Có xài cắt nào đâu. Chưa biết nó cúng nhiêu. Thấy bỏ vô dĩa đồ tiền cúng quá trời. Có biết cho nó cúng nhiêu đâu, đưa cho bên xài tiền hết chứ. Tôi có coi trong đó là bao nhiêu tiền đâu. Quý vị thấy không? Tự tại thấy ghê. Ngày xưa mà ai mà đưa tôi 2 triệu kìa. Có tuổi liền. Hiểu không? Hồi xưa quý vị biết cầm tiền lên nghe. Tiền. Không tiền. Bác Hồ ơi, bác Hồ. Tiền thơm quá. 500 ngàn. Thơm quá. Ham tiền thấy ghê. Ham kinh khủng luôn. Mỗi lần mà lãnh lương cầm tiền. Không biết ai có bệnh như tôi không? Đúng không? Tự mà xem lại kinh chưa? Vậy đó mà bây giờ đối với mình tu hành giết tiền bạc đối với mình ta chỉ là làm việc cho người ta thôi. Chứ bây giờ cầm để trong túi làm gì bây giờ quý vị? Ngày xưa tôi mà không có tiền là cảm. Bị cảm quý vị ơi. Quý vị cảm gì không? Cảm buồn. Không có tiền buồn lắm. Mà vừa có tiền một cái nha là cầm điện thoại xạo lắm. À bạn cọp hay đâu cọp đang làm bữa nay chắc nghỉ trễ bạn ơi, nghỉ đi em ơi. Là chi vậy, chiều nay đi làm vài chai, nay tôi không có tiền nha, yên tâm tao gọi là tao có tiền tao mới gọi vậy đó. Sung là che mà không có tiền nó mặc gì nè. Nay ủa sao không đi đâu chứ nè, đi hoài mệt quá, ở nhà nữa không có tiền mà ngủ có được cái việc. Cái leo lên cái giường nằm, cái xuống, cái bước ra đường nhìn cái vô nằm, cái nằm xong cái đi ra nhìn cái nhìn có kiếm mối á. Có mối nào tìm mình không? Mà mình đâu có tiền sao không có mối nào tìm mình nha. Có thằng lằn bò tới bò lui cho anh ở nhà. Nói tôi nói thiệt đó, cái cuộc đời là tôi nói thật lòng luôn quý vị ơi. Nó như vậy mà một con người ngày xưa như vậy xem tiền còn hơn mạng của mình, vậy mà bây giờ đi tu giết mà Phật dạy giết mà đồng tiền đều là niệm niệm gì người ta không. Người thầy thấy bà pháp hay chưa? Những điều tôi chia sẻ là nó thật lòng 100% là những điều áp dụng chính bản thân tôi làm đó. Tôi rõ ràng tôi đi tu là đối với tiền bạc là tôi càng ngày cũng nhà thiệt ấy. Có những người nói tao phải tiền của ông đâu mà ông nặng. Nói vậy thì nói làm chi? Bạn mà nặng, chưa vô tay bạn nó đã nặng rồi. Bạn mà nặng, nhà của bạn ngồi đây nhà nghèo, bạn nhìn biệt thự người ta là trong lòng bạn đó, ao ước rồi. Đừng có nói mà vô tay bạn mất công đi, thấy không? Có những người chúng ta khi mình chưa tu đạo đặc biệt, nhìn vợ người ta đẹp là mình đã ao ước. Cho quý vị biết đó. Nhìn người ta có chiếc xe là mình đã ao ước rồi. Mình tu giết rồi những sự ao ước đó đối với mình không có nữa. Tại vì sao? Ao ước là sự khổ đau. Đã không có mà ao ước làm gì? Không có ao ước làm gì đúng không quý vị? Đó. Thấy Phật pháp hay ghê không? Nên tất cả các cô mà đi đến chùa mình nghe Đức nói chuyện kiểu này giết mấy cô đẹp lắm. Vì sao? Vì cái tâm mấy cô nó nhẹ nhàng. Hiểu không? Nhẹ nhàng. Mấy cô thấy nhẹ nhàng không? Có phải không? Không có là ngồi đây làm chi? Hiểu không? Nó cỡ nào nó cũng nhẹ nhàng, vui vẻ mà thầy trò gặp nhau quý vị thấy không? Trời ơi, có gì ăn, lôi ra ăn hết chứ. Chiều nay qua hữu pháp. Hiểu không? Ồ, bữa nay xào cái món bắp ngon.
nó có gì ăn rủ nhau đi ăn vậy nó vui vậy, thấy không? Nó nên cuộc sống cứ vậy mà sống đi, rồi một ngày nào mà đến ngày mình ra đi mình cười một cái mình đi. Cái câu hay không? Cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi. Hãy sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Sống sao cho thật ý nghĩa. Vị ngồi nghe nhà Đức nói chuyện nãy giờ hơi đau chân một chút, nhưng mà trong lòng quý vị cũng lãnh nhận được nhiều cái. Nó cảm thấy bình an cho cuộc đời của mình. Nội mà vị đi đến đây vì gặp những Đức mà kiểu, nhà Đức thường nói nhà Đức nuôi 2000 con người thôi, quý vị nhẹ nhàng lắm. Quá nhẹ luôn. Rồi thầy không con làm được 2000 con người, mình có một con mà sợ gì? Có con mà sợ cái gì? Đó. Có nhiều ông mà chưa có vợ, chưa có con, có một con mà sợ gì? Lo gì? Cho nặng nề. Nó không còn có vợ có con thì mình có 2 con. Còn có nhiều ông chưa có vợ, có nhiều bà chưa có chồng. Có một con mà sợ gì? Không có bận tâm lo âu gì chứ. Lo làm chi vậy? Lo làm chi cho nó mệt. Thật sự mà nói, trong cuộc đời thì cũng có cái lo, nhưng lo cái cần lo. No. Cần lo thì hả lo, không cần lo đừng có lo. No. Giống như bây giờ ở đây mà có 2 vợ chồng anh Viễn đâu này, cái con đứa con gái này phải rè. Từ hôm nay biết Phật Pháp rồi, dẫn đi tu nghe Pháp hết dân rồi. No. Tốt hay không do nó, còn mình lại rai. Làm lại rai à. Vậy đó mà sống ngon lành đó nghe. Ừ. Nên tất cả các cô mà đi đến chùa mà gì, làm cái gì mà sống lai rai được, đừng có tính việc lớn. Vậy tính việc lớn là sai, nguy hiểm. Tính tu phước lớn, tính giúp người lớn, nhiều người đừng nên tính tạo tiền lớn. Nhớ câu này nghe. Vì mà tính tu phước lớn là niệm Phật nhiều. Vì tính giúp người, nhiều người để giải thoát là khi người niệm Phật, dẫn người đi tu, làm được gì đó mà quý vị làm đi. Đừng có tính làm việc lớn kiếm tiền nhiều. Khi quý vị tính làm việc lớn và kiếm tiền nhiều là việc tu sẽ bị trở ngại. Mà việc tu đã trở ngại là ngăn phước lại. Ngăn phước lại rồi. Nó ngăn phước lại rồi làm sao mà có điều kiện được. Nên tôi bây giờ chú tâm cái chuyện giúp người à. Chú tâm giúp người, giúp người, giúp người vậy đó. À, rồi bắt đầu nè, qua tuần này ha. Thứ hai bắt đầu giảng pháp ở nhà ăn bên đây. Sinh hoạt các cụ nữa nghe. Mà bữa đó cỡ 1000 rồi đó. Bữa nay là chúng ở đây không là 800 luôn rồi đó. Ở xuôi suốt chùa này 800 rồi đó. À, bữa thứ hai là chắc chắn hơn 1000. Người ta đến y y rồi đó. Chuyến này lễ bí quan âm là nặng căng ngay cái chỗ là cỡ 17 là đông lắm rồi. Cỡ 17 là đông lắm rồi, bị nói 18 lợ đang kiếm chỗ mà. Thôi cứ suy nghĩ rằng ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Đừng có quan tâm cái chỗ ở có mấy ngày. Ăn chay nằm đắt cho nó ngon. Nhớ nghe quý vị, 3000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm kỳ này mà ai mà đi không được á. Uổng quá. Uổng quá nó thiệt luôn, quá uổng. Chỉ có một lần này thôi. Ngày mai không có nữa đâu. Hiểu không? 3000 lại cái này chỉ có một lần này thôi. Không bao giờ có 3000 lại nữa đâu. 2000 hoặc 1500 lại thì có, nhưng 3000 lại không có đâu. Ừ. Vì cái chương trình này khó tổ chức quá. Mà nó nặng căng đối với chúng sanh rồi. Cũng vất vả, không có dễ. Nên là lỡ lên chương trình nè. Mình đã lỡ làm thì mình làm tới. Nhưng mà lạc này làm tới thiệt á. Nên Phật tử mà ai mà kỳ này mà dùng dằn mà nửa 5 năm muốn đi không đi là nghe câu này một cái là đi, đi, đi thôi. Nó
tạo cái cầm thôi được mà sao không đi. À, rồi quý vị hãy suy nghĩ cái này nè, 3 ngày lễ 3.000 lại này quý vị đừng có suy nghĩ ngủ. À, suy nghĩ mà ngủ là hao năng lượng lắm á, nhưng ngủ thì cứ ngủ, nhưng mà đừng có suy nghĩ là ở đây sẽ được ngủ bao nhiêu thời gian hết trơn á, đừng có nghĩ điều đó đi. Hãy nghĩ rằng là 3 ngày 3 đêm này là giống như không có ngủ được bao nhiêu đâu. Thầy trò đều y rang, những đứa thấy cái chương trình là nó nặng căng rồi đó. Tại vì sao? Những đứa tin chắc quý vị chừng 2 giờ thôi, 1 giờ rưỡi rồi là thức dậy đi vệ sinh tranh thủ để lên cái điện rồi đó. Chứ sao 3 giờ nói chuyện, rồi nói chuyện chút lại Quan Âm. Nó cỡ nào cỡ phải có cái buổi giảng quý vị một chút, làm cho hừng hực của người ta lên. Nó với những cái pháp hội để lại về sau người ta thấy cái pháp hội Tịnh Độ thù thắng, để hoàn truyền Tịnh Độ chứ. Đúng không? Đó. Nên đừng có suy nghĩ ngủ nghi chứ nha, thầy trò gì có mắt. 3 ngày 3 đêm liếu ao sau về bà đầu anh ấy. Chớp lìa nghe, tại năng lượng đầy đủ. Không ngủ được bao nhiêu. Không, thức suốt luôn. Nó bằng ngày gì cũng không ngủ gì chứ. Lấy quay tới giờ. Mấy bà phát tâm cho mạnh đi, bà lại dữ lắm chứ bây giờ nào. Lại la lên, há cái miệng. Những đức cái dùng. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều Âm. Mấy bà làm nè. Quan Thế Âm Bồ Tát. Bà la vậy đó. Thì mấy bà lại nghe năng lượng bà đầy lắm. Còn gặp mà mấy bà nè. Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi nói mấy bà ngủ chắc chắn luôn. Lại gì sao lại nổi? Dù cỡ nào chắp tay, nhớ chắp tay phải chắp lên gì nghe. Chắp tay lên là tu lên. Còn mà chắp tay xuống là mà tu xuống. Tôi nói thiệt nghe, ai mà chắp tay xuống gì là tu xuống nè. Tôi nói thiệt, phải muốn tu lên không? Muốn tu lên thì phải chắp tay lên. Cái tay mới để gì nè, ngay ngắn ngay cái ngực cao lên gì. Cỡ nào cũng lên. Hiểu không? Nhiều bà gì mà lễ Phật mà. Ừ á. Cái tay nó quẹo gì mà cái đầu thì gì nè. Tôi nói thiệt cho tôi cái này mà lên gì nổi mà lên trời. Nhìn tu thôi là cũng không muốn tu theo rồi. Kinh thiệt gì đâu mà. Cái tay nó chắp lên gì coi. Còn khi bà xá bà có làm nè. Còn lại Quan Âm thì niệm Quan Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái mặt ngộ cái Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi thôi lễ không nổi đâu. Đừng có nói sợ hao sức. Sợ hao sức là không có sức. Cỡ nào cũng phải hừng hực lên. Quan Thế Âm Bồ Tát. Làm vậy đó. Hừng hực lên nghe. Khi lại xuống quỳ xuống khí thế đâu nghe không. Tướng như sư tử vậy đó. Lễ Quan Âm mà tướng như thỏ. Rớt đài chắc chắn luôn, nó thiệt với bà luôn. Nghe không? Nghe tất cả Phật tử khắp nơi nghe. Nhắc nhau, hừng hực cái tâm lên. Nó bây giờ chưa tới mà cái chiến lễ này làm như nó háo hức quý vị ơi. Tại vì 3.000 lại nó con người ai cũng thử sức lực của mình quý vị. Nên những đức nói là Phật tử chùa nào, đệ tử của ai cũng đến đây tu. Tại chiến này là chiến tự tu cho mình lợi ích mà. Tôi đâu kêu về đây quy y tôi đâu. Đúng không? Nó nam nữ trai gái gì nghỉ học. Chiến này là tu hành mấy ngày này cầu nguyện cho nhân sinh. Đúng không? Nó cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, cầu siêu cho chúng sanh chưa siêu thoát. Hừng hực cái tâm lên. Trời ơi, chương trình này mấy ngày nay quý vị bằng đêm là cứ giật mình thức giấc. Tại sao quý vị biết không? Tại vì nó đang nôn cái ngày lễ đúng không? Không những ăn hôm qua không ngủ, nói trời từ xưa giờ đi tu mới rồi tối ngủ nằm mơ thấy Phật A Di Đà trời. Đó. Ông ngủ nằm thấy Phật A Di Đà. Ông hình cái hình Phật A Di Đà là trong cái phòng hộ niệm mình á. Cái tấm hình phòng hộ niệm á.
Ông nói là ông thấy Phật A Di Đà rõ ràng. Tại vì một bà già bà nói là bà niệm Phật bà giảng sanh, bà cụ trong chùa. Đó. Mà bà nói với những ăn vậy mà bà còn nói thêm câu gì nè. Con nói cho thầy nghe, thầy đừng bao giờ nói hài tên con ra nghe. Ồ, trong mơ mà ghê thiệt, đúng y bon luôn. Không có được nói tên người đó ra nghe. À, bây giờ tới những đức con không được nói ra luôn. Chứ sao? Bí mật. Xong bà nói rằng Phật A Di Đà chuẩn bị rước con về Cực Lạc rồi thầy. Nhưng Nhuận An nói, bà nói sao hay không tin. Cái bụng Nhuận An vừa nghĩ gì vậy? Tự nhiên Phật A Di Đà hiện liền. Cho ông thấy liền. Vua thấy Phật A Di Đà, vua gặp Phật A Di Đà cái trong mơ nghe. Ông kể cho Đức nghe trong mơ. Mà Nhuận An mà mấy ông đó nói thật lắm. Hiền mặt nó nói thiệt. Thấy không? Nên từ nơi đó vua gặp Phật A Di Đà thì mình là người niệm Phật, mà gặp Phật thì nghĩ sao? Ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, quỳ lại quá trời lại luôn quý vị ơi. À. Thì vị biết rằng là Phật A Di Đà ngày phóng quang một cái bao chùm mà giả lại, mà những ăn nói là ổng cũng được chùm chút luôn. Ừ, sao Phật A Di Đà phóng quang chùm mà giả lại, mà già đó giảng sanh. Trời ơi, mà ông nói ông an lạc, ông vui, đừng có nói nữa. Sáng mai vừa tôi sống gặp, chạy gặp Đức tung tăng, ông khoe. Ông khoe quá trời khoe, mừng. Ông kệ, cái điều đó cũng là cái điểm lành, quý vị. Chắc chùa mình sắp sửa có người giáng sanh nữa. À, cái bà mà cái bụng to với cái bà mà tay bự, hai bà là cao thủ. Cái bà bụng to không phải người tầm thường, nó thiệt luôn. Bụng bự vậy nè, bữa nay cái mặt. Vậy nè. Mà sao sáng đó quý vị ơi. Ông chồng đúng là cũng Bồ Tát nghe. Nuôi vợ nghe, nhiệt tình hết mình nuôi vợ. Bà ơi, bà cái đi về Cực Lạc nghe, bà về trước tôi về sau nghe. Yên tâm nghe, ổng lo cho bà mà. Ổng nhiệt tình ổng lo mà. Quý vị biết rằng là trời ơi cái gì đó mà cái bụng bự gì mà người phù lên hết trơn hỏi bà đau. Dạ không có đau thầy ơi, nó bình thường vậy thôi. Đâu có gì đâu mà đau. Ôi trời, con người mình lâu lâu sình bụng cái thôi mà nó khó chịu cỡ nào mà gì đâu mà. Bởi vì vô phòng niệm coi thử coi. Mà điềm lành là báo là Phật phóng quang cứ giỡn đâu nghe. Nên từ nơi đó mà bà tinh tấn niệm Phật dữ lắm. Nó siêng năng niệm Phật với cái bà mà cái tay bự cho bá. Nó nằm đó, bước vô gặp bà cụ. Ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật. Đúng là cái người niệm Phật ở trong chùa mình có nhiều người đúng là kinh khủng đi. Không có giỡn nữa vị ơi. Ừ, nó mà chùa mình chuyên tu mà bây giờ là giống như mà Bồ Tát thiện hiện đến đây. Không phải người tầm thường. Trời ơi, gì đâu mà người bệnh đau mà bình thường lắm vị ơi. Mình niệm Phật đồ vui vẻ, cười sặc vậy đó. Thấy không? Đó, nó cái người đó đó mà là cái người đặc biệt. Mà hãy bị vô, bị nhìn một cái đó bị cũng tinh tấn. Tại vì sao thấy người ta đau khổ quá. Tụi mình giờ còn khỏe mà làm sao mình không tu. Nó bây giờ người ta muốn đi lại ngoan lại không được, bây giờ mình lại được mà không đi. Vừa tội. Nó nên phát tâm hừng hực lên. 18 tới trước luôn. Thấy không? 18 tới trước luôn á, đừng nói chuyện giỡn. Nó không mà lợi chùa mình nó thiệt chứ cái từ trường. Tự nhiên con người nó thoải mái lắm. Có một cái cô kia mà cổ đi công việc gì đó mấy tuần, những Đức gặp cổ với Đức nói: ôi trời sao mấy tuần này không thấy cô, bữa nay sao thấy cô ốm dữ gột. Sida hay gì nó giả vậy vậy, tại đâu có sida gì đâu thầy. Sao hôm nay thấy cô ốm gì, mấy tuần nay đi công tác. Nó đi tỉnh này tỉnh kia tỉnh nọ nên nó mệt mỏi ốm như ốm nhách là thầy. Một ngày vô chùa mà thôi, sáng mai gặp khác. Ngộ ghê chàng. Tích tụ năng lượng quý vị ơi. Quang minh Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Mà chùa mình niệm Phật xuyên suốt vậy thì quang minh phổ chiếu chùm lại luôn. Hiểu không? Quý vị thử tuần nào vì mà không đến thử đi. Sẽ ở nhà vì thấy nó thiếu cái gì mà nó ngộ lắm. À, quý vị tin là có những tuần quý vị có những tuần bận việc mà nói để tuần này không đi tuần đi. Tự nhiên tới ngày đó là phải đi. Không đi không được. Tại vì sao?
vì cái tần số đó nó giao kết, nó làm cho bị an lạc vui được rồi. Mà bây giờ mà mình ngắt ngang tần số đó ở nhà thấy buồn. Nó có cô miền ngoài của vô tu có nói là khả năng của con vô đây ở mà được 3 ngày là mừng lắm á thằng. Nó vô phải dứt cái từng. Rồi xong mới hồi vé máy bay phải chơi thêm từng 2 tuần luôn. Nó sao ngộ ghê. Tự nhiên cái cảm giác mà nó an lạc được là nó thích quý vị ơi. Tự nhiên con người của nó sảng khoái lắm. Ví dụ giờ vì ngồi nghe như đứng nói chuyện gì nó lâu đau chân dữ lắm chứ. Nhưng mà nó ngồi một chút rồi mà nó muốn hết đau luôn. Nó quên. Thì biết hôm qua gặp một cái thằng tài xế xe. Ngồi nói chuyện với nó. Nó nói thầy công nhận con kể thầy nghe chuyện này nghe. Cảm ứng. Nói chuyện gì? Cái chân của con thầy ở dưới bàn chân. Nó mọc một cái cục ké thầy. Mà cái cục nó bự lên. Gia đình con kêu cứ mổ cái mục ké. Mổ đi, mổ đi. Thầy biết rằng là con nghe thầy giảng con vui. Con vui. Cuối cùng con nghe mấy tháng trời con không cầu nguyện một ké hết. Tự nhiên sao con thấy không còn đau. Con nhớ lại một ké. Con nhìn xuống bàn chân mặt tiêu một ké. Đó, thấy không? Nên khi quý vị tu tập không cần cầu nguyện, chỉ cần an lạc tâm, chỉ cần chân thật niệm niệm gì người, quên đi chính mình, nghiệp chướng tự tiêu trừ. Thấy cường cổ nhà Đức có khi nó đau thấy ghê lắm vị ơi. Khi đau ghê lắm, đau. Vậy mà lên nói chuyện sao không đau. Mà đau sao nói. Lên nói ầm ầm không đau. Nói thì thấy ngộ không. Nhưng mà một chút đi về đau. Chút đi về đau. Đau xong đi ngủ, ngủ xong đau thêm nữa. Xong chiều đi nói chuyện hết đau. Hết đau xong tối ngủ sáng đau. Xong đi giảng pháp hết đau. Với từ từ lâu ngày quen luôn. Quen luôn rồi còn gì nữa bây giờ sao bây giờ. Nó cứ vậy mà sống thôi. Nói vậy thấy không. Nó nên là quen là tự nhiên quên mất tiêu à. Nói vậy thấy nãy giờ đứa nói chuyện cũng lâu rồi. 10:15 rồi. Là 1:45. Có khi những đứa con ngồi lại coi lại mình. Những đứa nghĩ không biết là cái gì luôn quý vị. Không đơn giản một con người mà ngồi một phát nói chuyện 2 tiếng đâu quý vị ơi. Vì thử thì nói chuyện thử đi. Vì nói 10 phút cũng khó nữa. Bây giờ nhà Đức đặt cái máy phim để vì nói 10 phút cũng khó nữa. Lên cái vị giống bà Bạch hồi đợt đó. Cô Liên Bạch bên kia. Mẹ của bà bệnh đau lỡ ký sự. Tự nhiên mình hỏi bà. Bà làm nè. Bà bị gì vậy trời. Nói thì bà làm gì à? Nói đại mấy câu mẹ bà sao sao. Còn ký sự bà nói đại thôi. Tự nhiên bà thôi được rồi bà. Nghĩ chứ đâu tự ghét rồi kỳ cục ghê. Sao bà không nói chừng à? Không biết sao. Xong rồi nhà Đức lấy cái micro ra bỏ xuống. Không quay phim nữa. Nói ủa bà bị gì à? Dạ thầy ơi sao mà cái cổ con cái gì nó chạy lên. Mà buông micro ra thì nói được. Mà cầm micro lên cái kinh khủng không? Không dễ các quý vị. Nên khi con người mình mà trước mọi người thì bình tĩnh. Bị quên quý vị đi. Vì đừng có nghĩ người ta khen mình hay người ta chê mình gì. Cứ quên mình đi. Rồi lên nói ầm ầm như thế này. Lên nói ầm ầm như vậy đó. Lên nói ầm ầm vậy đó. Mới vô bắt đề đừng có lựa câu hay. Cái người mà nói chuyện mà không hay là gì. Mới vô là ưa tính nói câu gì hay bậy. Mới vô mình nói vòng vòng cứ khơ chơ. Nhưng mình nói chút mình vô đề. Nói hoài nói cũng không hết. Vì nhớ nghe tập nói chuyện là vậy đó. Khi mà trước mọi người hay trước ai á, mình nói chuyện á, mới vô mình cứ kể chuyện bình thường mình nói đi. Mình nói nhẹ nhẹ chứ mình đừng có mình ngước lên nó nói không có được. Nó nghẹt họng lại. Nói hết được luôn. Mới vô mình bình thường gì nè. Bình thường vậy thôi mình nói. Nói hoài nói cũng được. Nó thì những đức giảng pháp đơn giản thế vì thấy có gì đâu khó. Khó không? Khó hả? Bữa nào tôi mời mấy bà mà nghe pháp lâu thì lên giảng. Bà chuyển bà là cũng là gì? Phó hiệu trưởng. Bữa nào tôi mời bà lên đây giảng bữa coi. Lên mà đứng ghế bên tôi nè. Nghe không? Nó rồi mấy cô mà nghe pháp lâu đồ nè. Chi đồ anh Viễn đồ lên nói vài câu đồ. Chị Mai đồ lên nói vài câu đồ.
nó gì đấy vị ơi, mà lên có cái là nó kỳ cục, nó gung, nó gung cái tự nhiên tim, mấy vị tim tim gan khỏe phổi vậy, nó tụm 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 khói vị ơi, nghe không? Nó nhưng mà có những người có khiếu, người ta lên là nói chuyện được à. Quý vị là người niệm Phật, ngay khi nói chuyện đưa câu Phật hiệu ra, khi đưa câu Phật hiệu ra là nói hoài nói cũng hết, đưa câu Phật hiệu ra. À, chị em nhờ niệm Phật nên em nói cái gì cũng là từ niệm Phật mà ra. Vậy đó nghe, mà cứ nói hoài nói hoài nói hoài, đưa câu Phật hiệu ra là nói hoài nói cũng hết. Nói vì thấy những đức giảng cái gì cũng từ câu Phật hiệu mà ra không, đúng không? Mà chúc quý vị an lạc nha. Ai về đầu Phật. Bây giờ chúng ta giảng gì giảng, bây giờ cũng đọc 12 lời đại nguyện nha. Để phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vạn sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vạn sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vạn sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. À, chúng ta nên phát nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc, quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh
độ. À, mỗi tuần thứ bảy chúng ta về đây cộng tu với đại chúng, à, cái công đức này rất là lớn. À, chúng ta nguyện đem công đức niệm Phật, nghe Pháp và phóng sanh cũng đi thực. Nguyện hồi hướng cầu an, à, trên là Hòa Thượng Viện Chủ. Nhờ Ngài xây chùa mà mình có chỗ về đây nương tựa tu tập. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an tất cả chúng sanh ở quả địa cầu này luôn luôn được bình an. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi, tiền nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết mà chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát bồ đề tâm nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tử chúng ngà kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhất tiết Phật tự cộng. Nguyện dị thử công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tử giai cộng thành Phật đạo. Như đang ngô tình chung, ngã kim thi dự cung, thử thực biến thập phương, nhất thiết hộ tình cộng. Nguyện dị thử công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình, giai cộng thành Phật đạo. Như đang cô hồn chung, ngã kim thi dự cung, thử thực biến thập phương, nhất thiết cô hồn cộng. Nguyện dị tử công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng giữ cô hồn, giai cộng thành Phật đạo. An một lục lăng ta bà ha, an một lục lăng ta bà ha, an ngã ngã nắng tam bà việt nhật ra hồng, an ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng. Và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ngũ vị vô danh, danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh. Bi tiếp độ Nam mô Tây Phương Cực Lạc, đại từ đại bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh như vậy. Cái công đức phóng sanh rất là lớn, vì mỗi một con người chúng ta thương nhất là thân mạng, cũng như con vật nó thương nhất là thân mạng của nó. Nên chúng ta nghe được Phật pháp, quý vị nên phát tâm ăn chay trường. Mình ăn chay từ từ, mình ăn chay trường luôn. Đó là một cái nhân duyên rất là lớn, đặc biệt. Nên người niệm Phật sanh cực lạc, mình còn ăn thịt chúng sanh thì việc này khó lắm. Nên nhớ kỹ, nên phát tâm ăn chay trường. Đó là phát triển được cái tâm từ bi của mình. Nhiều người mình sanh đến cuộc đời này có khi, có những người thì người ta khỏe mạnh, và có những người mình sanh ra rất bệnh đau, do từ cái nghiệp sát sanh mà bệnh đau. Còn cái nhân duyên ăn chay phóng sanh nên sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Nên mình về đây mình tu tập chương trình lúc nào cũng có lễ phóng sanh. Khi mình mà mở cái lồng chim ra, mình thả nó bay lên, chúng ta vui vẻ niệm Phật, hoan hỷ với những con chim này, nó được thoát khỏi cái lồng như thoát khỏi cái tù. Từ cái tâm đó mà sanh phước duyên rất là lớn, mừng cho nó thoát khỏi cái tù này, rồi nó được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, được nghe Phật Pháp, biết niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. Chúng ta xuống chai đường để dùng cơm quý vị. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng. A Di Đà Phật.